Thuốc độc hại người, quan gia chết yểu. Càng tạo nghiệp sát là tự lao mình vào con đường sanh tử luân hồi, thường mạng lẫn nhau. Muốn tháo gỡ hận thù, oan trái, đọa đày, Phật dạy phải mở rộng lòng từ bi, bố đức phóng sanh. Từ là lòng thương yêu rộng lớn, bi là cứu khổ ban vui cho tất cả chúng sanh. Muốn có lòng từ bi, trước tiên chúng ta phải giữ giới, ăn chay, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ, giúp đỡ anh chị em, dòng họ, đồng bào, xã hội, vạn loại chúng sanh, cho đến kẻ thù ghét và hãm hại mình mà vẫn thương được. Để trưởng dưỡng đạo tâm, giúp người cứu vật trong lúc lâm nguy sắp chết. Nếu thấy mình có khả năng cứu người thoát chết thì phước đó vô cùng to lớn, còn hơn xây chính ngôi tháp thờ Xá Lợi Phật. Hoặc thấy chim cá sắp bị cắt cổ, nhổ lông, chặt kỳ, đánh dãy, ta nên xuất tiện ra mua chúng phóng sanh. Con chim vỗ cánh tung bay trên nền trời xanh, cá kia lượn mình tung tăng bơi lội giữa dòng nước sâu. Chúng ta thử tưởng tượng sự vui sướng của chúng biết là dường nào. Cho nên Phật tử khi đã hiểu đạo, tự mình không giết hại. Nếu thấy người ngoài hay con cháu sát sanh hại vật, ta phải dùng lời khôn khéo khuyên nhắc họ phát khởi từ tâm, rộng ơn tha mạng, khiến cho đang lúc ngặt nghèo bỗng trở nên yên vui, cảm ơn ta vô cùng. Đời này không trả, kiếp sau chú kết làm quyến thuộc bằng hữu tâm giao, tận tình ủng hộ mình, làm nên sự nghiệp dễ dàng. Thí dụ như mua bán mà gặp những chúng sanh đã thọ ơn mình trong hiện tại hay quá khứ, khi đi ngang qua gian hàng nhìn thấy ta, tự nhiên sanh tâm cảm mến, vô mua một cách vui vẻ. Trong Khế Kinh Phật nói: sở dĩ ta đi đến đâu tứ chúng đều kính trọng là vì trong quá khứ họ từng thọ ơn ta, hôm nay gặp lại tự nhiên sanh tâm kính mến, nguyện làm đồ chúng, hoan hỷ cúng dường, nghe lời làm theo. Nói đến chuyện khuyên người chớ sát sanh hại vật, thuở Phật còn sanh tiền, mỗi khi thấy ai sát sanh hại vật, Ngài liền đem lời lành khuyên nhủ. Điển hình như một hôm Phật cùng chư Tăng đang đi khất thực, Phật gặp một nhóm trẻ em đang tụ họp với nhau chơi đùa. Các đứa trẻ này đang hành hạ những con cua nhỏ mà chúng vừa bắt được dưới ruộng. Một đứa trẻ trong bọn chúng lấy bàn tay trái đè lên lưng con cua, tay phải bẻ một cái càng. Bọn trẻ reo hò vang dậy, đứa kia thích chí bẻ gãy một cái càng cua khác, rồi bọn trẻ vỗ tay reo hò. Chúng chơi như vậy cho đến khi tất cả hai càng và tám chân của con cua đều bị bẻ gãy hết. Rốt cuộc chúng liệm con cua xuống ruộng rồi đi bắt con khác để chơi. Thấy Phật và chư Tăng đi tới, bọn chúng ngẩng đầu lên chào, rồi lại cúi xuống chơi trò hành hạ mấy con cua. Chúng tàn ác mà không biết là mình tàn ác. Phật bảo bọn trẻ ngừng tay, Ngài nói: này các con, nếu các con bị trặc chân hay gãy tay thì các con có đau không? Bạch Phật, con rất đau ạ. Con cua bị các con bẻ gãy càng và gãy chân cũng đau đớn như thế đó, các con có biết không? Bọn trẻ im lặng. Phật nói tiếp: con cua cũng biết ăn uống, nó cũng có cha mẹ, anh và chị em của nó như các con vậy. Các con làm khổ con cua như thế, tức là các con đã làm khổ luôn cả cha mẹ và anh chị em của nó. Các con hãy suy nghĩ đi. Bọn trẻ tỏ ra hối hận. Lúc bấy giờ, Đức Phật và chư Tăng đứng quanh bọn trẻ, những người qua lại cũng đến xem. Nhân cơ hội này, Phật dạy cả trẻ em lẫn người lớn về lòng từ bi. Ngài nói: chúng ta phải làm sao để cho tất cả mọi loài đều được yên ổn và có niềm vui trong sự sống. Chúng ta phải bảo vệ sự sống cho nhau và đem niềm vui cho nhau.
Tất cả mọi loài, dù lớn dù nhỏ, dù đi bằng hai chân hay đi bằng bốn chân, dù bò trên mặt đất hay bay trên hư không, hoặc bơi lội trong nước, cũng đều có quyền sống. Chúng ta không nên đem tâm hận thù sát hại nhau, mà chúng ta phải biết che chở cho nhau. Này các con, hãy ban rải tình thương yêu đến các loài vật, như bà mẹ đem thân mạng che chở cho đứa con yêu quý nhất của mình. Mỗi người trong chúng ta phải mở rộng lòng ra để đón nhận và che chở cho tất cả các loài sinh vật đang có mặt trên, dưới, trong, ngoài và chung quanh ta. Trong khi đi đứng nằm ngồi, trái tim ta phải mang theo tình thương đó, và ta hãy an trú đêm ngày trong tình thương đó. Vậy xong, Phật bảo bọn trẻ cùng Ngài đem thả những con cua còn lại xuống ruộng. Rồi Phật cùng chư Tăng tiếp tục đi khất thực. Cứu vật phóng sanh còn tăng thêm tuổi thọ, như trong kinh Hiền Ngu nói: thuở xưa có hai thầy trò chú Sa Di tu trên núi. Một hôm ông thầy nhập định, thấy chú Sa Di sống không quá 7 ngày, nên bảo đệ tử rằng: đã lâu rồi con chưa về thăm cha mẹ, hôm nay cho phép con về thăm nhà 7 ngày. Chú Sa Di nghe lời thầy về thăm cha mẹ, đúng kỳ hẹn trở về. Ông thầy ngạc nhiên hỏi: từ lúc con về nhà đến nay, có tạo được phước lành gì không? Thưa thầy, khi con đi về dọc đường thấy một đàn kiến đang bị nước cuốn trôi, nhìn cảnh thương tâm ấy, con liền lấy một cành cây cứu chúng thoát nạn. Lành thay, này con, cứu một chúng sanh thoát khỏi nạn chết, phước đức vô lượng. Đáng lẽ mạng sống của con đã hết, nhưng nhờ con biết phát tâm giải cứu vô số sanh linh, nên tuổi thọ được tăng lên. Vậy từ nay con hãy cố gắng phát huy tinh thần bất sát, cứu vật, giúp người, để duy trì tuổi thọ làm lợi ích chúng sanh. Chú Sa Di kính cẩn ghi nhớ lời thầy dạy, thực hành. Về sau trở thành một vị cao tăng đức độ, sống lâu. Ngoài ra, phát tâm từ cứu vật phóng sanh còn hóa giải những căn bệnh hiểm nghèo. Khế Kinh kể rằng, vào thời Đức Phật ở thành Dương Xá có ông trưởng giả, một hôm lâm phải cơn bạo bệnh, chạy chữa rất nhiều danh y, nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm. Tôn giả Mục Kiền Liên quán sát, thấy tiền căn của ông có duyên với Tam Bảo, nên một hôm Ngài thân hành đến nhà ông ta nói rằng: sở dĩ ông bệnh là vì đời trước và hiện tại hay đánh đập sát hại sanh vật quá nhiều, nên nay mắc phải quả báo đau đớn như thế. Muốn hóa giải ác nghiệp ấy, hãy phát tâm cứu vật phóng sanh. Trưởng giả nghe lời, xuất tiền ra mua vật phóng sanh. Thời gian không bao lâu hết bệnh, con cháu lại thi đỗ làm quan. Kể từ đó, lòng tin càng thêm vững mạnh. Trưởng giả phát tâm giữ giới ăn chay và phóng sanh cho đến lúc lâm chung, được sanh lên cõi trời. Chuyện cứu vật phóng sanh từ thở Phật cho đến nay đều có kết quả tốt. Tiểu lại họ Trương vốn là người phụ tá cho một quan huyện. Tánh tình ông ôn hòa nhưng cương trực, ưa làm việc thiện, thường dùng số tiền lương của mình đến lò sát sinh, mua những con vật sắp bị giết đem về nhà để nuôi chúng. Về sau, đến tuổi về hưu, ông trở về sống với gia đình. Mỗi khi thấy con vật nào chết, ông liền đem chôn cất tử tế. Những người hàng xóm thấy thế cho ông là một tên điên, nhưng ông vẫn thản nhiên, chẳng cần quan tâm đến họ. Ông thường dạy con cháu không được sát sinh và khuyên cả nhà ăn chay lạc. Nhờ phước đức cứu sống nhiều sinh vật nên sức khỏe của ông rất tráng kiện, sống đến 100 tuổi, con cháu ngày càng thịnh vượng. Một hôm, ông cho gọi người nhà lại nói: cả đời ta phóng sanh rất nhiều, chứa đức sâu dày. Hôm nay thiên đế cho thiên sứ đến rước. Sau khi ta qua đời,
các ngươi phải vâng theo lời di chúc của ta, không được sát sanh hại vật, cố gắng ăn chay, làm việc thiện và cứu vật phóng sanh. Nói xong, ông từ từ nhắm mắt. Lúc đó, mọi người nghe trên không trung tiếng nhạc kêu vang, nghe rất êm tai. Con cháu trong nhà đều ngước mắt lên xem. Thế rồi tiếng nhạc lần lần xa dần. Khi mọi người nhìn lại thì thấy ông đã ăn giấc ngàn thu, nhưng dung nhan vẫn như người còn sống. Tin ông từ trần loan đến triều đình, nhà vua phong cho ông tước hiệu Viên Ngoại Lang. Vì sao? Con cháu nhiều đời đều hết lòng làm theo lời di huấn. Chuyện trên cho chúng ta thấy, chỉ có cái âm đức ăn chay, giữ giới, phóng sanh mới có thể làm tăng thêm tuổi thọ, lộc dị cho mình và cho con cháu ở hiện tại và vị lai được sanh lên thiên giới. Lý Cảnh là một người rất nhân từ. Ông vốn không phải là người giàu có gì, nhưng rất thích lấy việc phóng sanh làm thú vui tiêu khiển, nên ông thường ra bờ sông đi đến ngư phủ hỏi mua tôm cá, rồi đem tất cả phóng sanh. Nhìn thấy những con tôm, cua, cá tép ba ba bơi lội tự tại, trong lòng ông rất hoan hỷ. Ông là người thích uống thuốc luyện đan. Một hôm trúng phải chất độc đan sa nên ung nhọt phát sinh sau lưng, không có thuốc gì chữa trị được. Thế rồi trong cơn đau đớn, ông hôn mê, mơ màng thấy các loài thủy tộc dùng nước bọt thoa vào mụn tròn. Khi tỉnh lại, ông cảm thấy mát mẻ, sảng khoái trong người lạ thường. Chất độc đã được giải trừ. Không những sức khỏe của ông hồi phục, mà thân thể còn tráng kiện hơn xưa. Nghĩ đến lòng tri ân của loài vật, tâm hồn ông dâng lên một niềm cảm động vô vàn. Thế rồi từ đó về sau, hàng ngày ông ung dung ra bờ sông với dáng vẻ hân hoan và tự tin, đi đến ngư phủ tiếp tục mua tôm cá phóng sanh để làm niềm vui. Nhờ phóng sanh nên hưởng được tuổi thọ rất cao, không bệnh mà chết một cách an lành. Cứu mạng sống của chúng sinh chẳng khác nào tự cứu mạng mình. Làm thiện chắc chắn có sự báo đáp của việc thiện. Trường hợp của Lý Cảnh là một sự kiện đáng nhớ để cho chúng ta suy ngẫm. Giữ giới không sát sanh, tu tập lòng từ, phóng sanh còn thoát khỏi ác nạn và dịch bệnh. Đất Giang Tô ở Nhuận Châu, cư dân sanh sống bằng nghề đánh cá, bắt cua, bắt ếch. Toàn thôn chỉ có Khổng Bà giữ giới không sát sanh. Tuổi đã 70 nhưng bà vẫn khỏe, còn sức dệt vải kiếm tiền mua vật phóng sanh, và thường khuyên người giữ giới không sát sanh. Dân chúng không nghe lời, còn cười chê bà, nhưng bà vẫn tự nhiên lấy sự phóng sanh làm niềm vui. Càn Long năm Ất Mão, ngày 9 tháng 9, Nhuận Châu dở đê, nước tràn mênh mông, nhà cửa bị cuốn trôi, người chết vô số. Trước ngày ấy, Khổng Bà dắt cháu lên núi lễ Phật, ở lại Ni Am nên thoát nạn. Dân ở làng Thái Hồ đều làm nghề săn bắn, lưới cá. Duy có nhà Thẩm Văn Bửu, cả nhà không làm, lại còn mua chim và cá đem phóng sanh. Năm đó, có dịch khắp làng đều mắc bệnh, dịch người chết quá nhiều. Duy nhà Thẩm Văn Bửu là tránh khỏi, không ai hề hấn gì. Những ai giữ giới không sát sanh thì mới có thể thoát khỏi tai ương. Chung cuộc, hễ ai làm việc tốt thì có sự báo ứng tốt. Đó là định luật của nhân quả, nghiệp lực. Lại nữa, phóng sanh còn thay đổi số phận. Tại địa phương Cối Kê, có hai vị sĩ tử là Đào Thạch Lương và Trương Chi Đình. Một hôm đi thi ngang qua chợ, thấy có người nhốt vô số lương để bán. Hai vị thấy thế sinh tâm thương xót, hùng tiện mua đem đi thả xuống sông. Đêm đến cả hai vị đều nằm mộng, thấy một đấng thần minh nói với họ: bấy lâu nay hai vị thi không đậu, nhưng hôm nay hai vị phát tâm phóng sinh, công đức vô cùng thù thắng,
cho nên ta báo tin vui cho hai vị biết sẽ thi đỗ khoa này. Trải qua giấc mộng lạ lùng ấy khiến hai người nửa tin nửa ngờ, nhưng quả thật lời mách ấy là đúng, vì cả hai đều thi đậu. Người có tâm từ thì bao giờ cũng có thần minh gia hộ. Có người lại nói rằng, nếu mọi người đều làm việc phóng sinh, hoặc chẳng còn ai làm việc săn bắt, thì các loài chim thú sẽ sinh trưởng tự do, lan tràn ra khắp chúng, làm rối loạn cả môi trường, còn chỗ đâu cho con người sống. Để giải thích vấn đề đó, Nguyên Minh nói rằng, lời nói này mới nghe qua thấy hợp lý, nhưng trong thực tế, mối đe dọa trước mắt hiện nay không phải quá đông các loài vật, mà là nguy cơ phải vĩnh viễn chia tay với nhiều loài động vật. Nếu không có các biện pháp kịp thời ngăn chặn, thì hành tinh của chúng ta sẽ trở thành một hành tinh chết trong môi trường thiên nhiên bị phá hủy. Thật vậy, hiện nay có nhiều loài động vật quý đã mất hẳn. Hơn nữa, sự giết hại hàng loạt các loài động vật làm biến dạng nhiều cảnh quan xinh đẹp trong thiên nhiên. Nhiều quốc gia trên thế giới đã nhận ra điều đó và đang mở rộng dẫn các khu vực bảo vệ tự nhiên, nghiêm cấm tuyệt đối mọi hành vi săn bắt, giết hại trong khu vực ấy. Vậy là cuối cùng thì con người đã nhận ra những sai lầm của mình trong việc phá hoại môi trường. Như thế, để cho chúng ta thấy phải từ bỏ việc giết hại, nhanh chóng thực hành việc phóng sinh mới có thể mang lại kết quả tốt đẹp. Phóng sinh thật dễ làm và mang lại lợi ích cho chúng ta rất lớn lao. Vậy mà có lắm người dù đã phát tâm phóng sinh nhưng họ không hiểu được ý nghĩa của nó, cho nên khi nghe người khác phản bác, công kích thì lại đâm ra hoang mang, hoài nghi, rồi từ bỏ không làm nữa. Kẻ chê bai đã sai lầm, mà người nghe chê bai ấy lại động tâm, bỏ việc đáng làm cũng rơi vào chỗ sai lầm như họ. Thật đáng tiếc thay. Quý Phật tử nên biết những kẻ chê bai, chỉ trích, thường đưa ra lý lẽ. Họ nói rằng, những kẻ săn bắt buôn bán chim thú là dựa theo nhu cầu của người mua mà cung cấp. Này khuyến khích nhiều người làm việc phóng sinh, có khác nào gia tăng thêm việc săn bắt mua bán? Chi bằng không gây nghiệp giết hại để tiền làm việc thiện khác tốt hơn. Mới nghe thoáng qua dường như đúng, nhưng cũng nên nghĩ lại. Cho dù không có ai làm việc phóng sinh, họ cũng chẳng vì vậy mà không làm việc săn bắt chim thú. Bởi mục đích chính của họ là bán cho người ăn thịt, chứ không phải để bán cho những người phóng sinh. Bởi vậy, bắt giết có ác báo của việc bắt giết, phóng sinh có thiện báo của việc phóng sinh. Nếu họ vì sự phóng sinh của ta mà gia tăng thêm việc săn bắt, mua bán, đó là do lòng tham của họ, không phải do nơi thiện tâm của ta. Như vậy, ác nghiệp là do lòng tham của họ tạo ra. Còn ta làm việc phóng sinh là xuất phát từ tâm từ bi, thì thiện nghiệp rõ ràng, không thể nghi ngờ gì nữa. Vì thế, lời nói trên phải nói ngược lại. Chính vì có nhiều người làm việc săn bắt, mua bán chim thú, nên cần có nhiều người làm việc phóng sinh. Trong thực trạng hôm nay, mỗi ngày quanh ta đều xảy ra vô số cảnh chim trời cá nước, mỗi ngày bị bắt giữ, giết hại rất nhiều, không sao đếm hết. Nếu những con vật sắp bị giết hại đó, chúng ta phát tâm từ, tìm phương giải cứu, thả nó về với cuộc sống bình thường trong tự nhiên, dù chỉ một con hay là nhiều con, đều là thực hành việc phóng sinh. Như thế là ta đã tạo ra thiện nghiệp vô cùng to lớn. Trong việc phóng sinh rất đơn giản. Ví dụ, trước đây hàng ngày ta ra chợ mua cá thịt về ăn, hôm nay đã biết hồi tâm chuyển ý, từ bỏ nghiệp giết hại, ăn thịt cá, chỉ mua rau quả về dùng và để dành tiền mua vài con cá còn sống, rồi mang đi thả xuống sông, cứu nó thoát khỏi sự giết hại. Việc làm trước đây là ngày ngày gây thêm ác nghiệp, việc làm bây giờ
là ngày ngày tạo thêm thiện nghiệp, hóa giải dần ác nghiệp. Người lúc trước làm ác, sao ngưng không tái phạm? Như trăng khỏi mây mù, chiếu sáng khắp thế gian. Kinh Pháp Cú. Tiến thêm bước nữa, khi có điều kiện cho phép, chúng ta có thể nỗ lực càng nhiều thì thiện nghiệp càng lớn, cũng như người làm ruộng gieo cấy càng nhiều thì thu hoạch càng nhiều. Không chỉ có cá, tôm, tép, cóc, ếch, cua, rùa, chim, thỏ, mà bất cứ loài vật nào cũng đều có thể mua để phóng sinh. Chỉ cần cứu được chúng thoát khỏi sự giết hại là việc phóng sinh xem như đã thành tựu. Như thế thì việc phóng sinh quả thật rất dễ làm, dù có nhiều tiền hay ít tiền đều có thể làm được. Muốn cho việc phóng sinh thành công tốt đẹp, trước tiên phải phát tâm từ, cảm thông, nghĩ tưởng đến những con vật sắp bị giết hại mà thực hành việc phóng sinh. Nếu phóng sinh mà không xuất phát từ tâm từ bi thì việc làm đó không bền và dễ rơi vào chỗ sai lệch. Chẳng hạn, có một số người bỏ tiền ra mua vật phóng sinh để lấy tiếng tốt, hoặc thấy thân hữu bè bạn làm việc phóng sinh và kêu gọi mình đóng góp, dù không thật lòng muốn làm, nhưng vì sợ người khác chê cười cho ta là keo kiệt mà làm vậy thôi. Người nào phóng sinh theo cách đó thì hôm nay họ phóng sinh con vật này, ngày mai lại ra tay giết con vật khác. Cái dòng lẫn quẩn giết tha, tha giết như thế rõ ràng không phải là ý nghĩa tốt đẹp của việc phóng sinh. Một trong những sai lệch thường gặp khác nữa là người ta thường đợi đến những ngày có lễ hội rằm 30, những dịp có đông người qua lại để làm việc phóng sinh, vô tình để cho kẻ xấu lợi dụng lòng tốt của ta mà thừa dịp này họ đánh bắt nhiều hơn, giam nhốt các con vật trước mấy ngày để chuẩn bị bán kiếm được nhiều tiền. Trong việc phóng sinh, chúng ta phải sáng suốt, đừng để mắc vào những sai lệch như trên. Các loài chim, cá, thú rừng bị bắt về để bán cho người ta ăn thịt, ngày nào không có. Khi đã phát tâm làm việc phóng sinh thì chỉ sợ không có khả năng, chứ không đợi ngày giờ. Chỉ cần cứu sống được sinh mạng là ta tự thấy vui vẻ rồi. Nếu chúng ta âm thầm làm việc phóng sinh như thế thì những loài vật được cứu sống rất nhiều mà không kích thích lòng tham của kẻ săn bắt hay buôn bán chim thú. Vậy chúng ta hãy phát tâm từ bi, tinh tấn phóng sinh. Đó là hành vi mạnh mẽ nhất để đối trị tập khí giết hại nhiều đời của chúng ta. Nếu không phát tâm ăn chay phóng sinh thì tập khí giết hại kia vẫn còn đó. Nó luôn luôn thúc giục chúng ta gây tạo nghiệp sát ngày càng sâu nặng. Công đức phóng sinh to lớn như thế, vậy mà có nhiều người chẳng những họ không phóng sinh mà còn tìm đủ mọi cách ngăn cản người làm việc phóng sinh, thì tội của họ chẳng khác nào kẻ sát sinh đã hại hàng ngàn hàng vạn vật mạng vô phương được cứu, hàm oan mà chết. Tội lỗi đó vô lượng vô biên, nhất định phải nên gấp rút sửa đổi, sám hối. Nếu không thì địa ngục khổ hình chạy không thoát được. Trong kinh Phạm Võng, Phật dạy: Này Phật tử, phải đem lòng lành làm việc phóng sinh, vì tất cả chúng sinh trong sáu đường đều là cha mẹ của ta cả. Nếu giết mà ăn thịt, tức là giết cha mẹ nhiều đời của ta vậy. Vì thế phải thường làm việc phóng sinh. Khế kinh có câu: Làm lợi ích cho chúng sinh, tức là cúng dường Phật. Luận Trí Độ dạy rằng: Chư dư tội trung sát nghiệp tối trọng, chư công đức trung phóng sinh đệ nhất. Tại sao phải phóng sinh? Phóng sinh tức là trả món nợ sát sinh mà chúng ta đã tạo từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay. Kinh Hoa Nghiêm nói: Nếu ác nghiệp này có hình tướng thì tận hư không cũng không thể dung cả chúng sanh thì sẽ được an lạc. Các tỳ kheo nghe lời Phật, quay lại rừng tu tập tâm từ. Nhờ thế được chư thiên gia hộ, quỷ thần quy phục, mọi loài yêu mến. Quý ngài yên ổn tiến tu cho đến khi chứng đắc đạo quả A-la-hớn. Trong các hàng đệ tử Phật,
Tôn giả Tu Bồ Đề tu tập lòng từ rất nghiêm túc. Trước khi đi khất thực, tôn giả quán sát. Nếu thấy có người nào nhìn ngài đi khất thực mà sanh tâm niệm ác, thời tôn giả thà nhịn đói chứ không đi. Vì nhớ lại thuở quá khứ, ngài sanh tâm niệm ác khi thấy một thầy tỳ kheo được thí chủ cung kính cúng dường. Do ác nghiệp đó nên bị đọa vào địa ngục, chịu nhiều thống khổ. Bởi thế tôn giả thà chấp nhận nhịn đói chứ không đi khất thực, vì sợ người ta sanh tâm hủy báng mà bị sa đọa như ngài thuở xưa. Tôn giả Tu Bồ Đề thường nói: nếu có người nào không bằng lòng cho tôi đứng, tôi sẽ ngồi, hoặc chẳng quan hỷ cho ngồi, tôi đứng mãi. Tôn giả vì thương xót chúng sanh nên lúc nào cũng thực hành từ tâm vô ngại. Tấm gương trong sáng của tôn giả đáng để cho chúng ta noi theo. Nói đến phước báo của lòng từ, trong Khế Kinh Phật dạy: trong tiền kiếp, nhờ tu tập lòng từ, ta được sanh lên cõi trời Phạm Thiên, có oai đức tự tại, thống lãnh 1000 cõi phạm chúng. Cho đến hôm nay thành Phật đều do lòng từ mà được. Nhân đây Phật nói kệ: ban bố đức vô úy, đó gọi là từ thiện với tất cả chúng sanh. Nếu sanh được lòng từ, đặng phước báo vô lượng. Giả sử như có người đem thất bảo bố thí và thành tâm cúng dường, chẳng bằng tu lòng từ. Người đó sau khi chết sanh làm trời Phạm Thiên. Trong Kinh Tăng Chi, Phật từng dạy chư tỳ kheo: nếu người nào tu tập từ tâm, thời hưởng được 8 sự lợi ích. Một là không thấy ác mộng, thức ngủ yên vui. Hai là người đời ái mộ. Ba là chư thiên, thiện thần phù hộ. Bốn là không bị tai nạn về nước và lửa. Năm là độc trùng ác thú, thuốc độc không gia hại. Sáu là dứt sạch phiền não, hóa giải hết oan trái, oán thù. Bảy là mạng sống lâu dài. Tám là sau khi thân hoại mạng chung, sanh lên cõi trời Phạm Thiên. Muốn cho giấc ngủ an lành, mau thành chánh quả, trước khi đi ngủ Phật dạy: phải tu tập từ bi quán. Thế nào là từ bi quán? Khế Kinh nói: thuở Phật còn tại thế, ngài thường khuyên bảo các hàng đệ tử phải hằng nghĩ tưởng đến những chúng sanh bị hành phạt khổ đau ở chốn địa ngục, ngạ quỷ, đói khát, bức bách, súc sanh chịu cảnh giao thớt bầm chặt, Atula đấu tranh chém giết, người thì sanh lão bệnh tử, trời thời năm tướng suy hao. Tứ chúng phải khéo quán sát như thế, cho thấy rõ nỗi thống khổ của chúng sanh trong lục đạo, để nhắc nhở mình cố gắng tu hành thành đạo, cứu độ chúng sanh thoát khỏi cảnh sanh tử đọa đày. Quý vị nên nhớ, sau thời tụng kinh niệm Phật, hành thiền, tu từ bi quán, nên thành tâm cầu xin chư Phật, Bồ Tát từ bi cứu độ chúng sanh trong mười phương, đừng có oan trái lẫn nhau. Hãy cho được sự yên vui, tránh khỏi các điều rủi ro tai nạn, bệnh hoạn, bao nhiêu khổ não kinh sợ đều tiêu tan. Nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, kẻ âm được siêu, người dương thơ thới, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Quán nguyện được như thế, tâm từ mỗi ngày thêm tăng trưởng, thân tâm an lạc, giấc ngủ an hoàng. Còn những ai hay thấy ác mộng là vì trong hiện tại hay quá khứ sát sanh hại vật, gây oan trái quá nhiều, khiến cho những oan hồn uổng tử nó theo. Muốn hóa giải oan trái ấy, phải quy y Tam Bảo, trì trai giữ giới, cúng dường bố thí, phóng sanh, tụng kinh niệm Phật, trì chú giảng sanh, nguyện đem công đức lành hồi hướng đến những vong linh oan trái với mình, sớm được siêu sanh tịnh độ.
Phải tu như vậy mới hóa giải nổi. Khi lòng từ được thuần hóa, xung quanh mình nó tỏa ra những điển lành, ai nhìn thấy cũng đều kính mến, nên làm bất cứ việc gì đều được thành tựu tốt đẹp. Còn người nào cứ mãi chất chứa những phiền não sân si, ganh ghét, đố kỵ, thì trong thân ta phóng ra những trược khí, quả điển làm cho người chung quanh cảm thấy khó chịu khi giao tiếp với mình. Ngay đó việc làm ăn thường thất bại. Thí dụ như người bán hàng mà ăn nói cọc cằn, thô lỗ, thì thử hỏi ai dám đến mua. Cho nên người Trung Hoa nói, bí quyết mua may bán đắt là gương mặt phải vui tươi, nói lời êm dịu, chân thật, nhiệt tình, ân cần với khách mới làm ăn lâu dài được. Đối với chúng ta là người tu, lại cần nhẫn nại ôn hòa hơn mới hướng dẫn người ngoài vào đạo được. Ngược lại, nếu cứ mãi chất chứa những phiền não trọng trược thì chẳng hóa độ được ai. Nói chung, muốn cho lòng từ được thành tựu tốt đẹp, trước tiên chúng ta phải ăn chay giữ giới. Mỗi khi thấy, nghe người và vật lâm vào cảnh khổ, liền tìm phương cứu giúp một cách bình đẳng, làm cho chúng sanh hết khổ được vui là mình mừng. Không mong cầu chi hơn, nguyện mau thành Phật cứu độ chúng sanh. Được như thế mới phù hợp bản ý và lời dạy của Phật. Nếu không sẽ rơi vào trạng thái thương yêu vị kỷ, hẹp hòi, do lòng ái nhiễm gây nên khổ đau. Quý vị hãy cùng tôi suy nghiệm qua mẫu chuyện sau đây sẽ rõ. Thuở Phật còn tại thế, Mạc Lợi phu nhân là tín nữ thuần thành. Một hôm, vua Ba Tư Nạp ngồi đàm đạo với bà. Vua hỏi: Này Ái hậu, trẫm nghe Phật nói ái là gốc khổ đau, ta không chấp nhận vì ái đem đến khoái lạc cho con người. Bệ hạ nói ái là khoái lạc, vậy thần thiếp xin hỏi, thí dụ trong nước có thiên tai, dân chúng lâm nạn chết chóc, khi đó bệ hạ có khổ không? Trẫm chỉ buồn chứ không khổ. Giả sử con gái mình là cành vàng lá ngọc, nó chết, bệ hạ có khổ đau không? Sao hậu nói thế? Con mình chết mà không khổ đau sao được? Chính ái là gốc sinh ra ưu, bi, khổ, não, bệ hạ không thấy sao? Vua Ba Tư Nạp nghe qua liền tỉnh ngộ nói: Nhờ Ái Khanh giảng giải, trẫm mới hiểu lời Phật dạy, thật là hữu ích. Thành ra lòng từ phải có trí huệ bình đẳng, vô ngã, vị tha, mới đạt đến cảnh giới từ tâm tam muội, hóa giải hết phiền não, oan trái hận thù, khổ đau, đem lại an lạc, giải thoát cho mình và chúng sanh. Nên có một bài thơ ca ngợi lòng từ như thế này: Lòng từ đẹp tựa như gương, không pha ác cảm, không dương tư thù, thơm như hoa huệ sương thu, nhờ lòng cao thượng người tu hạnh từ. Hay là: Đường dạng nẻo đường đời đầy cát bụi, nhưng ai ơi còn một nẻo vinh quang. Có trăng vàng bác ái đượm tình thương, có suối ngọt dương chi lờ lững chảy, có giống cây từ bi muôn dạng trái, có hoa thơm hỷ xả ngát hương thơm, có con thuyền bát nhã độ nhân sinh, vượt bể khổ đưa người về bến giác. Có nhiều người nói nếu như cái gì cũng từ bi hết, thử hỏi nhà nông làm ruộng mà không xịt thuốc sâu, mò bắt chim chuột thì nó phá hoại hết mùa màng, lấy cơm đâu mà ăn. Hơn nữa những loài hung dữ như hùng beo, sư tử, rắn rết, mình không giết nó cũng hại mình. Quý vị nói như thế chỉ đúng về mặt thế gian, đấu tranh để sinh tồn, nhưng trái ngược tinh thần từ bi. Phật dạy: Xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo. Nếu người nào chấp cái thân này là thật, rồi giết hại các loài sinh vật để bảo vệ mạng sống, thì sau khi chết phải sanh trở lại chịu cảnh trả dây, giống như ai mến nhà tiếc của,
đi đâu rồi cũng trở về nhà. Chấp cái thân này phải trở lại thọ lấy thân sanh tử, chứ không thể thành Phật thánh tiên được. Không cần suy diễn nhiều, quý vị hãy xem mẫu chuyện trong kinh Pháp Cú thí dụ sau đây, thời sẽ rõ. Thuở Phật còn trụ thế ở thành La Duyệt Kỳ, một hôm có hai thầy tỳ kheo cùng đi sang nước Xá Vệ diễn Phật, nhưng gặp năm hạn hán, đường đi xa xôi, bao nhiêu lương thực nước uống mang theo lần hồi hết sạch. Trong lúc nguy cấp, đói khát cháy cổ, chân tay bủn rủn, bỗng thấy một cái hồ dưới đáy còn đọng lại ít nước. Hai thầy vui mừng quá, liền xuống định múc uống. Nhưng than nguôi, trong nước toàn là côn trùng, không biết tính làm sao. Nếu uống thì phạm giới sát sanh, không uống phải chết. Thầy nhỏ nói, mình nên uống để duy trì mạng sống, đi đến giếng Phật nghe Pháp. Thầy lớn tự nghĩ, mình đã thọ giới bất sát, nếu uống thì phạm giới, còn mặt mũi nào nhìn Phật, cho nên chấp nhận chết. Người thầy nhỏ thấy người bạn đồng hành lìa trần, trong lòng vô cùng buồn bã, cất bước lên đường. Khi đi đến nơi gặp Phật, liền đem câu chuyện đau lòng đó thuật lại và hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, chẳng hay người bạn của con thác sanh vào chốn nào? Phật đáp: Bạn của ngươi nhờ giữ giới thanh tịnh nên sau khi chết tức khắc sanh làm chư thiên, có oai đức tự tại, trước thấy ta rồi. Còn ngươi vì mê chấp cái thân giả tạm nên phải chịu cực khổ vất vả lặn lội đến nay mới tới. Tuy đến gần bên ta nhưng cách xa ngàn dặm. Nhưng đó Phật dạy: Thân này là bất tịnh do tứ đại giả hợp, chớ có tham mến mà gây ra ác nghiệp. Phải lợi dụng nó làm lợi ích cho chúng sanh, xả thân cầu đạo mới mong sanh về cảnh giới an lành thành Phật. Lại nữa, giữ giới không sát sanh sẽ có công đức rất lớn, chú nguyện việc chi đều được thành tựu tốt đẹp. Như vào thời Đức Phật, một hôm sư Ahimsaka đang đi khất thực, sư gặp một thiếu phụ nghèo đang lâm bồn dưới một cội cây ở lâm viên. Thiếu phụ đau đớn vô cùng mà không sinh nở được. Sư xúc động quá, liền vì bạch Phật tìm phương cứu giúp. Phật bảo: Sư hãy đi mau tới thiếu phụ kia, rồi thành tâm nói như vậy: Này cô, từ ngày tôi xuất gia trong giáo pháp giác ngộ đến nay, tôi chưa bao giờ cố ý xúc phạm đến sinh mạng của một loài nào. Nguyện nhờ công đức lành này mà cô sinh cháu được bình an. Lập tức, sư Ahimsaka đi nhanh tới khu lâm viên nói với người thiếu phụ, đúng theo lời Phật dạy. Chỉ một vài phút, tại sao Đức Phật không cho các hàng Phật tử không được nuôi các loài vật? Nuôi vật, một là phạm tội giam nhốt chúng, hai là tạo điều kiện cho người ta giết hại ăn thịt. Ngoại trừ trường hợp như ông Tiểu Lại họ Trương đến lò sát sinh, mua các loài vật sắp bị giết, đem về nhà nuôi chúng cho đến chết, rồi đem đi chôn thì được. Nếu nuôi để giết hại, ăn thịt và bán thì không được. Nói đến quả báo của làm nghề ác, ở trấn Nam Tường Gia Định có người dân tên Thái Lục, lâu nay lấy nghề giết chó làm kế sinh nhai. Một hôm vào lúc hoàng hôn, Thái Lục giết một con chó, rồi định đem nước sôi rưới lên mình nó để cạo lông, thì đột nhiên cảm thấy mắt mờ, tai ù, tâm thần hoảng loạn. Khi đó con chó đang nằm thở thoi thóp sắp chết, bỗng nhiên đứng lên, dùng hết sức lực cắn vào cánh tay Thái Lục mà không chịu buông. Thái Lục đau đớn ngã xuống đất kêu gào thảm thiết. Tiếng kêu bi ai của ông kinh động đến nhà hàng xóm. Mọi người xúm lại lấy cây cạy răng con chó ra, nhưng răng ngập sâu vào thịt không cách nào kéo ra được. Do vậy Thái Lục đau đớn nằm lăn qua lăn lại trên mặt đất, nước mắt đầm đìa, phẫn tiểu bắn ra, toàn thân rũ rượi, hai tròng mắt trợn ngược trông thấy phát khiếp. Thế rồi ông kêu rú lên một tiếng như tiếng chó sủa,
nghe rất thê thảm, rồi trút hơi thở cuối cùng, chết một cách tức tưởi. Câu chuyện Thái Lục giết chó, bị chó cắn chết dần dần được truyền đi khắp nơi. Những người trong trấn bàn tán xôn xao. Sự việc này xảy ra, lòng người càng tin chắc lý nhân quả, làm thiện gặp thiện, làm ác gặp ác. Kể từ đó, khi nói đến chó, mọi người đều biến sắc mặt, không còn ai dám ăn thịt chó nữa. Kỷ Hiểu, Sùng Tiên Sinh Bút Ký có chép: vợ chồng họ Cổ làm nghề giết bò, về sau ông chồng đau mù cả hai mắt, vợ thì bị bệnh da thịt cứ lở loét, chạm vào quần áo đau đớn vô cùng, ngày đêm rên la, một tháng thì chết. Thế mới biết những kẻ ưa sát sinh thường bị chết thảm, cho nên việc nhân quả báo ứng hoàn toàn không phải là chuyện bịa đặt. Trong quyển Hồi Hương Bút Ký có một đoạn mô tả như sau: vào đời Thanh Tuyên Tông năm Đạo Quang ở huyện Đào Khê, có một kẻ chuyên mổ thịt trâu đem bán, mà mọi người ai cũng biết, đó là Phạm Đăng Sơn. Suốt đời giết hại không biết bao nhiêu con trâu, vừa đem bán vừa để ăn. Một hôm trên không bỗng nhiên mây đen tụ lại, trời đất tối sầm, rồi mưa gió nổi lên dữ dội, sấm chớp vang rền. Ngay lúc ấy sét đánh trúng Phạm Đăng Sơn, nhưng y không chết, song mặt mày cháy nám, da thịt cuộn lại, đau đớn rên la, kêu rống lên một cách thê thảm, hai mắt đẫm lệ, trợn lên như sắp lồi ra ngoài. Do lửa đốt nên da thịt nứt nẻ, anh ta dùng tay cào những chỗ thịt bị rã nát, giò lại rồi bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nói: thịt trâu ngon quá. Trải qua chừng vài tháng rồi tắt thở. Những người chứng kiến cảnh ấy ai nấy đều cảm thấy lạnh xương sống. Nên biết rằng sự báo ứng của nghiệp sát sinh hết sức là nghiêm trọng, mà quả báo của nghiệp giết trâu, bò, chó lại càng nghiêm trọng hơn. Vì chúng có công với người đời, tại sao lại nhẫn tâm giết nó để bán và ăn thịt? Vào năm Ung Chính thứ 10 đời Thanh, tại huyện Quỳ Hưng, có một người họ Ngụy làm nghề bắn chim. Những con chim bắn được, ông đem đi bán hoặc giết để ăn thịt vô số kể. Ông cũng ưa bắt lươn, cá, rùa, rắn, ếch nhái, thậm chí còn thuốc cá, phá hủy ổ chim. Chẳng có việc ác nào mà y không làm. Có người hiền trí thấy thế khuyên ông: này ông Ngụy à, ông nên đổi nghề sát sinh, đi làm ruộng rẫy hoặc chọn một nghề chân chính nào đó mới tốt. Ông Ngụy chẳng những không nghe mà còn oán thiên hạ là lắm chuyện. Lâu ngày chày tháng, tội nghiệp của ông càng lúc càng sâu nặng. Sau cùng, ông mắc một chứng bệnh khắp người nổi những bọc nước lớn như trứng bồ câu, da tiêu thịt rữa, nằm trên giường đau đớn kêu la thảm thiết. Mang bệnh ác nghiệp như thế trong ít ngày rồi ông ta chết. Sau khi ông chết, hoàn toàn tuyệt tự, không có một đứa con nối dõi. Nghiệp sát quá nặng, tất nhiên phải chuốc lấy tai ương. Thế nên mọi người hãy suy gẫm mà tránh xa việc sát hại chúng sinh. Đất Giang Tô ở ngoại thành Dương Châu có người làm vườn tên là Cửu Tứ Lục. Một hôm y thấy tổ kiếm vàng, liền đi vào nhà bếp, xách ra một xô nước đang sôi sùng sục, đổ ngay xuống ổ kiến. Hỡi ôi, kiến chết vô số. Tứ Lục thấy thế cười khà khà, tỏ ra đắc ý. Tháng 8 năm sau, y nằm mộng thấy có vô số kiến bò đến cắn khắp thân mình. Khi tỉnh dậy, quái lạ, toàn thân y nổi lên rất nhiều chấm đỏ, rồi biến thành bọc nước, làm cho y đau đớn vô cùng, kêu khóc vài ngày rồi nhắm mắt lìa đời, vô phương cứu chữa. Kiến tuy nhỏ nhưng cũng có tánh ham sống, sợ chết nhưng người không khác. Thỉnh cầu đại chúng mở rộng lòng từ bi bảo hộ, chớ có tàn hại. Vào thời Đức Phật, có một anh đồ tể tên Chuyên Đá làm nghề mổ heo. Một hôm, anh ta mang một chứng bệnh kỳ quái, miệng mỗi lúc nào cũng tuôn ra máu mủ, đau đớn tột cùng. Sớm chiều cứ nằm trên giường rên la bi thảm như tiếng heo bị chọc huyết.
Một hôm, Phật cùng A Nan đi khất thực ngang qua, bỗng nghe từ trong nhà anh ta vang ra những tiếng kêu kinh hãi. Tôn giả A Nan hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tiếng kêu đó là của người hay vật mà nghe ghê gớm quá vậy? Này A Nan, đó là tiếng kêu của người đồ tể chuân đá, chuyên thập huyết heo, làm cho chúng sinh đau đớn thấu trời thấu đất, không thể chịu nổi. Do nhân duyên ác nghiệp ấy nên mắc tội khổ như vậy. Nhân đó Phật dạy: sát nghiệp rất nặng, khi chết bị đọa vào địa ngục, thọ ngàn vạn khổ hình, mãn hạn chuyển làm súc sinh, nợ máu phải hoàn đền, trăm kiếp ngàn đời khó có ngày dứt. Lâm đạo trưởng nói: người đời tàn nhẫn đã thành thói quen, sát sanh ăn thịt, tích lũy lâu ngày đã quá sâu dày, tổn giảm phước đức. Tiếng kêu bi ai đầy oán hờn của con vật khiến cho họ gặp nhiều cảnh thiên tai địa ách, bệnh hoạn đói khát, vật giả đau binh, cướp đi mạng sống của họ. Đó là lẽ báo ứng tự nhiên của trời đất. Nên biết rằng nghiệp sát càng nặng thì quả báo càng thê thảm. Vì thế, những người làm nghề sát sanh hại vật hãy mau thức tỉnh, nhanh chóng rửa tay, đổi sang nghề lương thiện. Hãy ăn năn, sám hối, ăn chay niệm Phật, bố thí, phóng sanh, dung trồng cội phúc để đền bù lại những tội lỗi đã qua, mới mong tránh khỏi những tai họa cho con cháu sau này. Quý Phật tử muốn khi chết được an lạc thì chịu khó giữ giới không sát sinh, ăn chay, phóng sanh. Phần nhiều người ta chỉ thích cúng dường, bố thí, ít ai để ý đến việc phóng sanh. Quý Phật tử nên biết, cúng dường, bố thí, kiếp sau hưởng được cảnh giàu sang, chứ không quá giải nổi nghiệp sát sinh. Muốn quá giải nghiệp sát, chỉ có cách trì chay, giữ giới phóng sanh mới có thể quá giải dần sát nghiệp. Nếu không, khi nghiệp sát trổ quả, họ phải lãnh thọ ác báo bệnh hoạn, tai nạn, nằm liệt giường, muốn sống chẳng đặng, cầu chết cũng không xong. Cho nên trong kinh Phật dạy, chúng ta hãy lợi dụng lúc quả dữ chưa trổ, mình cố gắng làm nhiều việc thiện, háo đức phóng sanh để chuyển hóa ác nghiệp. Nếu không, khi ác nghiệp đến rồi, muốn tu hành làm lành thì không còn kịp nữa. Có nhiều người lúc bình thường quý sư khuyên giữ giới, ăn chay phóng sanh, họ không màng đến, đợi khi chết chóc khổ đau tới mới thức tỉnh phát tâm tu hành phóng sanh thì thật quá muộn màng. Vì vậy, ngoài việc cúng dường bố thí ra, chúng ta cố gắng đem hết khả năng của mình cứu vật phóng sanh để chuộc lại những lỗi lầm mà mình đã lỡ tạo ra. Có như thế mới mong khi chết được nhẹ nhàng an lạc. Nhân quả tội phước rõ ràng như thế, vậy mà có mấy ai để mắt nhìn vào? Có nhiều người đến chùa, tôi đưa kinh và ban thuyết pháp cho họ xem nghe, cho thấy rõ nhân quả tội phước, làm lành lánh dữ để tránh quả báo xấu về sau. Họ lại trả lời rằng: con không dám xem kinh nghe pháp, vì khi xem nghe rồi thấy làm việc chi cũng có tội. Tôi nói: thật ra nghề lương thiện rất nhiều, điển hình như thợ may, thợ mộc, thợ hồ, mua bán lương thiện, vân vân. Tại quý vị chê tiền ít không làm. Chúng ta nên nhớ, cho dù có kho vàng núi bạc, thử nghĩ khi ác báo tới, rồi bị bệnh hoạn tai nạn, quan gia đòi mạng, tử thần gõ cửa, khi đó đem theo được gì ngoài hai chữ tội và phước? Đến khi ấy ăn năn đã quá muộn màng. Lại có người nói: con bận công chuyện suốt ngày, không có thời giờ xem kinh nghe pháp. Tôi nói: quý vị không có thời giờ xem kinh nghe pháp, chứ có thời giờ xem phim nghe nhạc, đi chơi, đọc sách nhảm nhí, ngồi nói chuyện thị phi. Thực sự mà nói, tại quý vị không thích nên mới trả lời như vậy, chứ khi đã muốn rồi thì ở môi trường nào cũng có thể xem kinh nghe pháp được. Có nhiều người thấy cũng đáng thương, lúc bình thường thì chẳng lo tu,
Đến khi hoạn nạn khổ đau thì vô chùa gian giái trời Phật và than thở với quý sư rằng: Thưa sư, cuộc đời con sao khổ quá, hết bệnh hoạn tới tai nạn, lo âu buồn phiền cứ xảy ra mãi, không có lúc nào để cho con được yên thân, cho nên có nhiều khi con muốn chết cho rồi. Sở dĩ chúng ta khổ là vì đời trước và hiện tại không biết lo tu, hàng ngày cứ mãi sát sanh gieo đau đớn đến các loài vật và làm phiền lụy biết bao nhiêu người chung quanh. Vì thế khổ trước chưa nguôi, sầu sau đã tới. Các bậc thánh mỗi ngày ít nhất là làm cho một chúng sanh được an vui. Còn chúng ta hết làm khổ người tới vật, cho nên khổ mãi là vậy. Châm ngôn nhà Phật có câu: Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát là bậc giác ngộ thấy rõ thập ác là nhân của khổ đau. Quý ngài sợ hãi chăm tu thập thiện, hành lục độ. Còn chúng sanh là những người si mê gieo nhân thập ác, đến khi quả khổ đau đến thì kinh hoàng khiếp sợ gian xin cầu cứu. Đó là nói lên tính mê muội của con người, được gọi là chúng sanh sợ quả khổ mà không tránh nhân xấu. Chúng ta sống trong cảnh giới ta bà này chẳng khác nào ở trong một biển khổ bao la. Trong cái biển khổ bao la này, chúng sanh tàn sát não hại lẫn nhau, chẳng khác nào ở chốn địa ngục. Quý vị vô nhà thương, khám đường, những nơi chiến trường và lò mổ gia cầm, đó là địa ngục của trần gian. Nói gần một chút nữa, nhà bếp của chúng ta là địa ngục Đao Sơn. Hằng ngày chúng ta biến mình thành quỷ sứ, đập đầu, cắt cổ, lột da, bầm chặt, chiên xào, nấu nướng các loài vật, thì có khác gì quỷ sứ hành hình những tội nhân ở chốn địa ngục. Trong cái biển khổ mênh mông này, có mấy ai giác ngộ lo tu hành, cứ mãi chạy đuổi theo danh lợi. Họ tranh chấp lừa dối, dùng mọi thủ đoạn để hãm hại lẫn nhau và thẳng tay tàn sát các loài vật để thỏa mãn lòng ham muốn của mình. Càng ham muốn thì càng lún sâu vào tội lỗi. Như thế là mỗi ngày họ lại tiếp tục gây tạo thêm ác nghiệp chất chồng, thì sớm muộn gì cũng phải lãnh lấy quả báo đau thương. Để tránh ác báo, trong Khế Kinh nói: Thuở xưa Phật dạy tín nữ Mạc Lợi, phải thường khởi lòng từ đối với tất cả chúng sanh, không làm nghề ác, xa lìa sát sanh, hại vật, cố gắng tập ăn chay kỳ, tụng kinh niệm Phật, cứu giúp mọi loài. Lần hồi tiến lên cho đến khi trường chay bất sát. Là Phật tử ai ai cũng biết không sát sanh ăn thịt, trường chay bất sát là điều tốt, nhưng khó thực hành vì con người đã có thói quen sát sanh ăn thịt từ thuở nhỏ nên bỏ ăn thịt rất khó. Không bỏ được phải làm sao? Chuyện này cần phải quán tưởng những điều sau đây. À, lo sợ gặp cứu khổ ban vui. Lời Phật dạy như thế, vậy mà có nhiều người chẳng những họ không biết ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, làm lành lánh dữ, trái lại khi thấy người thân trong gia đình hay người ngoài ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, họ không khuyến khích, khen ngợi, còn quỷ bán và tìm đủ mọi cách ngăn cản phá hoại. Cho nên trong kinh Địa Tạng nói: Nếu người nào ác tâm khinh khi, chê bai, ngăn cản, du bán người tu hành, thì ngài dạy rõ quả báo ở mãi trong loài súc sinh. Nói tóm lại, chúng ta phải biết sợ ác báo mà cố gắng giữ giới không sát sanh. Muốn không sát sanh cần tu tâm từ, muốn có tâm từ phải ăn chay, thương người mến vật, cứu giúp mọi loài. Giữ giới ăn chay cũng là một cách phóng sanh, trưởng dưỡng tâm từ, nêu gương cho đời. Được như vậy mới tránh khỏi cái quả bồi thường thân mạng, xương thịt, máu huyết. Lòng từ mỗi ngày thêm mở rộng, thân tâm thanh tịnh, phát sinh trí huệ, đạo quả chống duyên thành. Có như vậy mới mong kiến tạo một thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Đúng như lời Tổ đã dạy:
tất cả chúng sanh không nghiệp sát, mười phương thế giới khỏi đao binh, mỗi nhà mỗi nơi đều tu thiện, thiên hạ lo chi chẳng thái bình. Trong Kinh Thập Thiện, Phật dạy: nếu ai xa lìa nghiệp sát, thời thành tựu được mười pháp không còn bức não. Một là đối với chúng sanh cùng khắp bố thí đức vô úy. Hai, thường khởi lòng đại từ với các chúng sanh. Ba, dứt sạch tất cả tập khí giận hờn. Bốn, thân thường không bệnh. Năm, mạng sống lâu dài. Sáu, thường được thiên thần ủng hộ. Bảy, không thấy ác mộng, thức ngủ yên vui. Tám, diệt trừ oan nghiệp, oán thù tự giải. Chín, không sợ sa đường dữ. Mười, khi chết sanh lên cõi trời. Nếu đem công đức đó hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật được tùy tâm Phật, thọ mạng tự tại, nên có câu: trong thập giới sát sanh thứ nhất, người tu hành giữ đức sanh, vật người một thể hóa thành, chẳng nên sát hại ấy danh hành từ. Ai không sát hại sanh linh, tuổi đời trường thọ thân hình tốt tươi, mai sau hưởng được ngôi trời, hào quang chiếu sáng trong ngoài đều soi. Ngược lại, nếu người nào suốt đời chỉ biết giết hại, bàn tay luôn luôn đẫm máu, gây những sự chết chóc, đau đớn, quằn quại, rên la đối với chúng sinh, chẳng có một chút từ tâm, hạng người như thế trong đại luận nói phải gặt lấy mười ác báo. Một, thường chứa độc trong tâm đời đời chẳng dứt. Hai, người đời chán ghét, mắt chẳng dám ngó. Ba, mọi loài nhìn thấy kinh hãi tránh xa. Bốn, thường thấy chim bao dữ. Năm, khi ngủ giật mình lúc thức cũng chẳng yên. Sáu, tổn giảm tuổi thọ. Bảy, khi mạng chung chết một cách thê thảm. Tám, gây nghiệp nhân chết yểu cho đời sau. Chín, sau khi chết đọa địa ngục. Mười, sanh lên nhân gian bị quả báo bệnh hoạn, tai nạn, chết vì đao binh, giặc cướp, thiên tai, địa ách, lửa cháy, nước trôi, luân hồi thường mạng lẫn nhau. Trong kinh đã nói như thế, người học đạo há chẳng sợ? Hãy tự săn chừa ư. Cổ đức cũng than: ác thứ nhất sát sanh gây dạ, tánh hung hăng đâm chém chặt bằng, chất chứa điều hung dữ trong tâm, chờ đắc thế ra tay hạ sát. Viết đến đây động lòng rào rạt, gẫm nhiều người bội bạc thâm ân. Nào kể chi là đạo quân thần, tôi giết chúa con đành sát phụ. Lúc nguy cơ tớ mong hại chủ, trò giết thầy tội ấy đáng không? Thêm chồng giết vợ, vợ giết chồng, niềm huynh đệ cùng nhau cấu xé. Cũng có lúc con còn giết mẹ, dành của tiền cốt nhục giết nhau. Tranh lợi danh giết lẫn đồng bào, tình nhân loại phân chia yểm bách. Giết thú vật đầy lòng kiêu cách, tưởng rằng mình như thế là ngoan. Khuyên bá gia bá tánh diệt đàn, chớ sát hại mạng người như thế. Chớ giết vật đặng mà cúng tế, gẫm thánh thần đâu có tư riêng. Rủi ốm đau bởi tại căn tiền, hoặc hiện kiếp làm điều bạo ác, phải ăn năn phước điền tạo tác. Lo thuốc thang khấn vái Phật trời, nguyện sửa lòng ác Phật giúp đời, xuống phước rộng từ bi hỷ xả. Đấng thần minh công bình trực dạ, đâu ăn lo đổi quả làm may. Mở tâm linh nghĩ đến đoạn này, điều quả phước
ấy cơ báo ứng. Chẳng biết thân còn toan chứa đựng, quả bất lành chưa trả dây thêm. Cầu cho đời sóng lặng gió êm, đặng bá tánh an nhàn tu niệm. Thuốc độc hại người, quan gia chết yểu. Càng tạo nghiệp sát là tự lao mình vào con đường sanh tử luân hồi, thường mạng lẫn nhau. Muốn tháo gỡ hận thù, oan trái, đọa đày, Phật dạy phải mở rộng lòng từ bi, bố đức phóng sanh. Từ là lòng thương yêu rộng lớn, bi là cứu khổ ban vui cho tất cả chúng sanh. Muốn có lòng từ bi, trước tiên chúng ta phải giữ giới, ăn chay, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ, giúp đỡ anh chị em, dòng họ, đồng bào, xã hội, vạn loại chúng sanh, cho đến kẻ thù ghét và hãm hại mình mà vẫn thương được. Để trưởng dưỡng đạo tâm, giúp người cứu vật trong lúc lâm nguy sắp chết. Nếu thấy mình có khả năng cứu người thoát chết thì phước đó vô cùng to lớn, còn hơn xây chín ngôi tháp thờ Xá Lợi Phật. Hoặc thấy chim cá sắp bị cắt cổ, nhổ lông, chặt kỳ, đánh dãy, ta nên xuất tiền ra mua chúng phóng sanh. Con chim vỗ cánh tung bay trên nền đời xanh, cá kia lượn mình tung tăng bơi lội giữa dòng nước sâu. Chúng ta thử tưởng tượng sự vui sướng của chúng biết là dường nào. Cho nên Phật tử khi đã hiểu đạo, tự mình không giết hại. Nếu thấy người ngoài hay con cháu sát sanh hại vật, ta phải dùng lời khôn khéo khuyên nhắc họ phát khởi từ tâm, rộng ơn tha mạng, khiến cho đang lúc ngặt nghèo bỗng trở nên yên vui, cảm ơn ta vô cùng. Đời này không trả, kiếp sau chú kết làm quyến thuộc bằng hữu tâm giao, tận tình ủng hộ mình, làm nên sự nghiệp dễ dàng. Thí dụ như mua bán mà gặp những chúng sanh đã thọ ơn mình trong hiện tại hay quá khứ, khi đi ngang qua gian hàng nhìn thấy ta, tự nhiên sanh tâm cảm mến, vô mua một cách vui vẻ. Trong Khế Kinh Phật nói: sở dĩ ta đi đến đâu tứ chúng đều kính trọng là vì trong quá khứ họ từng thọ ơn ta, hôm nay gặp lại tự nhiên sanh tâm kính mến, nguyện làm đồ chúng, quan hỷ cúng dường, nghe lời làm theo. Nói đến chuyện khuyên người chớ sát sanh hại vật, thuở Phật còn sanh tiền, mỗi khi thấy ai sát sanh hại vật, Ngài liền đem lời lành khuyên nhủ. Điển hình như một hôm, Phật cùng chư Tăng đang đi khất thực, Phật gặp một nhóm trẻ em đang tụ họp với nhau chơi đùa. Các đứa trẻ này đang hành hạ những con cua nhỏ mà chúng vừa bắt được dưới ruộng. Một đứa trẻ trong bọn chúng lấy bàn tay trái đè lên lưng con cua, tay phải bẻ một cái càng. Bọn trẻ reo hò vang dậy, đứa kia thiết chí bẻ gãy một cái càng cua khác, rồi bọn trẻ vỗ tay reo hò. Chúng chơi như vậy cho đến khi tất cả hai càng và tám chân của con cua đều bị bẻ gãy hết. Rốt cuộc chúng liệm con cua xuống ruộng rồi đi bắt con khác để chơi. Thấy Phật và chư Tăng đi tới, bọn chúng ngẩng đầu lên chào, rồi lại cúi xuống chơi trò hành hạ mấy con cua. Chúng tàn ác mà không biết là mình tàn ác. Phật bảo bọn trẻ ngừng tay. Ngài nói: này các con, nếu các con bị trật chân hay gãy tay thì các con có đau không? Bạch Phật, con rất đau ạ. Con cua bị các con bẻ gãy càng và gãy chân cũng đau đớn như thế đó, các con có biết không? Bọn trẻ im lặng. Phật nói tiếp: con cua cũng biết ăn uống, nó cũng có cha mẹ, anh và chị em của nó như các con vậy. Các con làm khổ con cua như thế, tức là các con đã làm khổ luôn cả cha mẹ và anh chị em của nó. Các con hãy suy nghĩ đi.
Bọn trẻ tỏ ra hối hận. Lúc bấy giờ, Đức Phật và Chư Tăng đứng quanh bọn trẻ. Những người qua lại cũng đến xem. Nhân cơ hội này, Phật dạy cả trẻ em lẫn người lớn về lòng từ bi. Ngài nói: Chúng ta phải làm sao để cho tất cả mọi loài đều được yên ổn và có niềm vui trong sự sống? Chúng ta phải bảo vệ sự sống cho nhau và đem niềm vui cho nhau. Tất cả mọi loài, dù lớn dù nhỏ, dù đi bằng hai chân hay đi bằng bốn chân, dù bò trên mặt đất hay bay trên hư không, hoặc bơi lội trong nước, cũng đều có quyền sống. Chúng ta không nên đem tâm hận thù sát hại nhau, mà chúng ta phải biết che chở cho nhau. Này các con, hãy ban rải tình thương yêu đến các loài vật, như bà mẹ đem thân mạng che chở cho đứa con yêu quý nhất của mình. Mỗi người trong chúng ta phải mở rộng lòng ra để đón nhận và che chở cho tất cả các loài sinh vật đang có mặt trên, dưới, trong, ngoài và chung quanh ta. Trong khi đi đứng nằm ngồi, trái tim ta phải mang theo tình thương đó, và ta hãy an trú đêm ngày trong tình thương đó. Vậy xong, Phật bảo bọn trẻ cùng Ngài đem thả những con cua còn lại xuống ruộng. Rồi Phật cùng Chư Tăng tiếp tục đi khất thực. Cứu vật phóng sanh còn tăng thêm tuổi thọ, như trong kinh Hiền Ngu nói: Thuở xưa có hai thầy trò chúa Sa Di tu trên núi. Một hôm ông thầy nhập định, thấy chú Sa Di sống không quá 7 ngày, nên bảo đệ tử rằng: Đã lâu rồi con chưa về thăm cha mẹ, hôm nay cho phép con về thăm nhà 7 ngày. Chú Sa Di nghe lời thầy về thăm cha mẹ, đúng kỳ hẹn trở về. Ông thầy ngạc nhiên hỏi: Từ lúc con về nhà đến nay, có tạo được phước lành gì không? Thưa thầy, khi con đi về dọc đường thấy một đàn kiến đang bị nước cuốn trôi, nhìn cảnh thương tâm ấy, con liền lấy một cành cây cứu chúng thoát nạn. Lành thay, này con, cứu một chúng sanh thoát khỏi nạn chết, phước đức vô lượng. Đáng lẽ mạng sống của con đã hết, nhưng nhờ con biết phát tâm giải cứu vô số sanh linh, nên tuổi thọ được tăng lên. Vậy từ nay con hãy cố gắng phát huy tinh thần bất sát, cứu vật, giúp người, để duy trì tuổi thọ làm lợi ích chúng sanh. Chú Sa Di kính cẩn ghi nhớ lời thầy dạy, thực hành. Về sau, trở thành một vị cao tăng đức độ, sống lâu. Ngoài ra, phát tâm từ cứu vật phóng sanh còn hóa giải những căn bệnh hiểm nghèo. Khế Kinh kể rằng, vào thời Đức Phật ở thành Dương Xá có ông trưởng giả, một hôm lâm phải cơn bạo bệnh, chạy chữa rất nhiều danh y nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm. Tôn giả Mục Kiền Liên quan sát thấy tiền căn của ông có duyên với Tam Bảo, nên một hôm Ngài thân hành đến nhà ông ta nói rằng: Sở dĩ ông bệnh là vì đời trước và hiện tại hay đánh đập sát hại sanh vật quá nhiều, nên nay mắc phải quả báo đau đớn như thế. Muốn hóa giải ác nghiệp ấy, hãy phát tâm cứu vật phóng sanh. Trưởng giả nghe lời, xuất tiền ra mua vật phóng sanh. Thời gian không bao lâu hết bệnh, con cháu lại thi đỗ làm quan. Kể từ đó, lòng tin càng thêm vững mạnh. Trưởng giả phát tâm giữ giới ăn chay và phóng sanh cho đến lúc lâm chung, được sanh lên cõi trời. Chuyện cứu vật phóng sanh từ thở Phật cho đến nay đều có kết quả tốt. Tiểu lại họ Trương vốn là người phụ tá cho một quan huyện. Tánh tình ông ôn hòa nhưng cương trực, ưa làm việc thiện, thường dùng số tiền lương của mình đến lò sát sinh, mua những con vật sắp bị giết đem về nhà để nuôi chúng. Về sau, đến tuổi về hưu, ông trở về sống với gia đình. Mỗi khi thấy con vật nào chết, ông liền đem chôn cất tử tế. Những người hàng xóm thấy thế cho ông là một tên điên, nhưng ông vẫn thản nhiên, chẳng cần quan tâm đến họ. Ông thường dạy con cháu không được sát sinh và khuyên cả nhà ăn chay lạc.
Nhờ phước đức cứu sống nhiều sinh vật nên sức khỏe của ông rất tráng kiện, sống đến 100 tuổi, con cháu ngày càng thịnh vượng. Một hôm, ông cho gọi người nhà lại nói: cả đời ta phong sanh rất nhiều, chưa đức sâu dày. Hôm nay thiên đế cho thiên sứ đến rước. Sau khi ta qua đời, các người phải dâng theo lời di chúc của ta, không được sát sanh hại vật, cố gắng ăn chay, làm việc thiện và cứu vật phóng sanh. Nói xong, ông từ từ nhắm mắt. Lúc đó, mọi người nghe trên không trung tiếng nhạc kêu vang, nghe rất êm tai. Con cháu trong nhà đều ngước mắt lên xem. Thế rồi tiếng nhạc lần lần xa dần. Khi mọi người nhìn lại thì thấy ông đã an giấc ngàn thu, nhưng dung nhan vẫn như người còn sống. Tin ông từ trần loan đến triều đình, nhà vua phong cho ông tước hiệu Viên Ngoại Lang. Vì sao? Con cháu nhiều đời đều hết lòng làm theo lời di huấn. Chuyện trên cho chúng ta thấy, chỉ có cái âm đức ăn chay, giữ giới, phóng sanh mới có thể làm tăng thêm tuổi thọ, lộc dị cho mình và cho con cháu ở hiện tại và vị lai được sanh lên thiên giới. Lý Cảnh là một người rất nhân từ. Ông vốn không phải là người giàu có gì, nhưng rất thích lấy việc phóng sanh làm thú vui tiêu khiển, nên ông thường ra bờ sông đi đến ngư phủ hỏi mua tôm cá, rồi đem tất cả phóng sanh. Nhìn thấy những con tôm, cua, cá, tép, ba ba bơi lội tự tại, trong lòng ông rất hoan hỷ. Ông là người thích uống thuốc luyện đan. Một hôm trúng phải chất độc đan sa nên ung nhọt phát sinh sau lưng, không có thuốc gì chữa trị được. Thế rồi trong cơn đau đớn, ông hôn mê, mơ màng thấy các loài thủy tộc dùng nước bọt thoa vào mụn tròn. Khi tỉnh lại, ông cảm thấy mát mẻ, sảng khoái trong người lạ thường. Chất độc đã được giải trừ. Không những sức khỏe của ông hồi phục, mà thân thể còn tráng kiện hơn xưa. Nghĩ đến lòng tri ân của loài vật, tâm hồn ông dâng lên một niềm cảm động vô vàn. Thế rồi từ đó về sau, hằng ngày ông ung dung ra bờ sông với dáng vẻ hân hoan và tự tin, đi đến ngư phủ tiếp tục mua tôm cá phóng sanh để làm niềm vui. Nhờ phóng sanh nên hưởng được tuổi thọ rất cao, không bệnh mà chết một cách an lành. Cứu mạng sống của chúng sinh chẳng khác nào tự cứu mạng mình. Làm thiện chắc chắn có sự báo đáp của việc thiện. Trường hợp của Lý Cảnh là một sự kiện đáng nhớ để cho chúng ta suy ngẫm. Giữ giới không sát sanh, tu tập lòng từ, phóng sanh còn thoát khỏi ác nạn và dịch bệnh. Đất Giang Tô ở Nhuận Châu, cư dân sanh sống bằng nghề đánh cá, bắt cua, bắt ếch. Toàn thôn chỉ có Khổng Bà giữ giới không sát sanh. Tuổi đã 70 nhưng bà vẫn khỏe, còn sức dịch giải kiếm tiền mua vật phóng sanh và thường khuyên người giữ giới không sát sanh. Dân chúng không nghe lời, còn cười chê bà, nhưng bà vẫn tự nhiên lấy sự phóng sanh làm niềm vui. Càng Long năm Ất Mão, ngày 9 tháng 9, Nhuận Châu dở đê, nước tràn mênh mông, nhà cửa bị cuốn trôi, người chết vô số. Trước ngày ấy, Khổng Bà dắt cháu lên núi lễ Phật, ở lại Ni Am nên thoát nạn. Dân ở làng Thái Hồ đều làm nghề săn bắn, lưới cá. Duy có nhà Thẩm Văn Bửu, cả nhà không làm, lại còn mua chim và cá đem phóng sanh. Năm đó, có dịch khắp làng đều mắc bệnh, dịch người chết quá nhiều. Duy nhà Thẩm Văn Bửu là tránh khỏi, không ai hề hấn gì. Những ai giữ giới không sát sanh thì mới có thể thoát khỏi tai ương. Chung cuộc, hễ ai làm việc tốt thì có sự báo ứng tốt. Đó là định luật của nhân quả, nghiệp lực. Lại nữa, phóng sanh còn thay đổi số phận. Tại địa phương Cối Kê, có hai vị sĩ tử là Đào Thạch Lương và Trương Chi Đình
Một hôm đi thi ngang qua chợ, thấy có người nhốt vô số lươn để bán. Hai vị thấy thế sinh tâm thương xót, hùng tiện mua đem đi thả xuống sông. Đêm đến cả hai vị đều nằm mộng, thấy một đấng thần minh nói với họ: bấy lâu nay hai vị thi không đậu, nhưng hôm nay hai vị phát tâm phóng sinh, công đức vô cùng thù thắng, cho nên ta báo tin vui cho hai vị biết, sẽ thi đỗ khoa này. Trải qua giấc mộng lạ lùng ấy, khiến hai người nửa tin nửa ngờ. Nhưng quả thật lời mách ấy là đúng, vì cả hai đều thi đậu. Người có tâm từ thì bao giờ cũng có thần minh gia hộ. Có người lại nói rằng, nếu mọi người đều làm việc phóng sinh, hoặc chẳng còn ai làm việc săn bắt, thì các loài chim thú sẽ sinh trưởng tự do, lan tràn ra khắp chốn, làm rối loạn cả môi trường, còn chỗ đâu cho con người sống. Để giải thích vấn đề đó, Nguyên Minh nói rằng, lời nói này mới nghe qua thấy hợp lý, nhưng trong thực tế, mối đe dọa trước mắt hiện nay không phải quá đông các loài vật, mà là nguy cơ phải vĩnh viễn chia tay với nhiều loài động vật. Nếu không có các biện pháp kịp thời ngăn chặn, thì hành tinh của chúng ta sẽ trở thành một hành tinh chết trong môi trường thiên nhiên bị phá hủy. Thật vậy, hiện nay có nhiều loài động vật quý đã mất hẳn. Hơn nữa, sự giết hại hàng loạt các loài động vật làm biến dạng nhiều cảnh quan xinh đẹp trong thiên nhiên. Nhiều quốc gia trên thế giới đã nhận ra điều đó và đang mở rộng dẫn các khu vực bảo vệ tự nhiên, nghiêm cấm tuyệt đối mọi hành vi săn bắt, giết hại trong khu vực ấy. Vậy là cuối cùng thì con người đã nhận ra những sai lầm của mình trong việc phá hoại môi trường. Như thế, để cho chúng ta thấy phải từ bỏ việc giết hại, nhanh chóng thực hành việc phóng sinh mới có thể mang lại kết quả tốt đẹp. Phóng sinh thật dễ làm và mang lại lợi ích cho chúng ta rất lớn lao. Vậy mà có lắm người dù đã phát tâm phóng sinh nhưng họ không hiểu được ý nghĩa của nó, cho nên khi nghe người khác phản bác, công kích thì lại đâm ra hoang mang, hoài nghi, rồi từ bỏ không làm nữa. Kẻ chê bai đã sai lầm, mà người nghe chê bai ấy lại động tâm, bỏ việc đáng làm cũng rơi vào chỗ sai lầm như họ. Thật đáng tiếc thay. Quý Phật tử nên biết những kẻ chê bai, chỉ trích thường đưa ra lý lẽ. Họ nói rằng, những kẻ săn bắt buôn bán chim thú là dựa theo nhu cầu của người mua mà cung cấp. Này khuyến khích nhiều người làm việc phóng sinh, có khác nào gia tăng thêm việc săn bắt mua bán? Chi bằng không gây nghiệp giết hại để tiền làm việc thiện khác tốt hơn. Mới nghe thoáng qua dường như đúng, nhưng cũng nên nghĩ lại. Cho dù không có ai làm việc phóng sinh, họ cũng chẳng vì vậy mà không làm việc săn bắt chim thú, bởi mục đích chính của họ là bán cho người ăn thịt, chứ không phải để bán cho những người phóng sinh. Bởi vậy, bắt giết có ác báo của việc bắt giết, phóng sinh có thiện báo của việc phóng sinh. Nếu họ vì sự phóng sinh của ta mà gia tăng thêm việc săn bắt, mua bán, đó là do lòng tham của họ, không phải do nơi thiện tâm của ta. Như vậy, ác nghiệp là do lòng tham của họ tạo ra. Còn ta làm việc phóng sinh là xuất phát từ tâm từ bi, thì thiện nghiệp rõ ràng, không thể nghi ngờ gì nữa. Vì thế, lời nói trên phải nói ngược lại. Chính vì có nhiều người làm việc săn bắt, mua bán chim thú, nên cần có nhiều người làm việc phóng sinh. Trong thực trạng hôm nay, mỗi ngày quanh ta đều xảy ra vô số cảnh chim trời cá nước, mỗi ngày bị bắt giữ, giết hại rất nhiều, không sao đếm hết. Nếu những con vật sắp bị giết hại đó, chúng ta phát tâm từ, tìm phương giải cứu, thả nó về với cuộc sống bình thường trong tự nhiên, dù chỉ một con hay là nhiều con, đều là thực hành việc phóng sinh. Như thế là ta đã tạo ra thiện nghiệp vô cùng to lớn. Trong việc phóng sinh rất đơn giản. Ví dụ, trước đây hàng ngày
ta ra chợ mua cá thịt về ăn. Hôm nay đã biết hồi tâm chuyển ý, từ bỏ nghiệp giết hại, ăn thịt cá, chỉ mua rau quả về dùng, và để dành tiền mua vài con cá còn sống, rồi mang đi thả xuống sông, cứu nó thoát khỏi sự giết hại. Việc làm trước đây là ngày ngày gây thêm ác nghiệp, việc làm bây giờ là ngày ngày tạo thêm thiện nghiệp, hóa giải dần ác nghiệp. Người lúc trước làm ác, sao ngưng không tái phạm? Như trăng khỏi mây mù, chiếu sáng khắp thế gian. Kinh Pháp Cú. Tiến thêm bước nữa, khi có điều kiện cho phép, chúng ta có thể nỗ lực càng nhiều thì thiện nghiệp càng lớn, cũng như người làm ruộng gieo cấy càng nhiều thì thu hoạch càng nhiều. Không chỉ có cá, tôm, tép, cóc, ếch, cua, rùa, chim, thỏ, mà bất cứ loài vật nào cũng đều có thể mua để phóng sinh. Chỉ cần cứu được chúng thoát khỏi sự giết hại là việc phóng sinh xem như đã thành tựu. Như thế thì việc phóng sinh quả thật rất dễ làm, dù có nhiều tiền hay ít tiền đều có thể làm được. Muốn cho việc phóng sinh thành công tốt đẹp, trước tiên phải phát tâm từ, cảm thông nghĩ tưởng đến những con vật sắp bị giết hại mà thực hành việc phóng sinh. Nếu phóng sinh mà không xuất phát từ tâm từ bi thì việc làm đó không bền và dễ rơi vào chỗ sai lệch. Chẳng hạn, có một số người bỏ tiền ra mua vật phóng sinh để lấy tiếng tốt, hoặc thấy thân hữu bè bạn làm việc phóng sinh và kêu gọi mình đóng góp, dù không thật lòng muốn làm, nhưng vì sợ người khác chê cười cho ta là keo kiệt mà làm vậy thôi. Người nào phóng sinh theo cách đó thì hôm nay họ phóng sinh con vật này, ngày mai lại ra tay giết con vật khác. Cái dòng lẫn quẩn giết tha tha giết như thế rõ ràng không phải là ý nghĩa tốt đẹp của việc phóng sinh. Một trong những sai lệch thường gặp khác nữa là người ta thường đợi đến những ngày có lễ hội rằm 30, những dịp có đông người qua lại để làm việc phóng sinh, vô tình để cho kẻ xấu lợi dụng lòng tốt của ta mà thừa dịp này họ đánh bắt nhiều hơn, giam nhốt các con vật trước mấy ngày để chuẩn bị bán kiếm được nhiều tiền. Trong việc phóng sinh, chúng ta phải sáng suốt, đừng để mắc vào những sai lệch như trên. Các loài chim, cá, thú rừng bị bắt về để bán cho người ta ăn thịt, ngày nào không có. Khi đã phát tâm làm việc phóng sinh thì chỉ sợ không có khả năng, chứ không đợi ngày giờ. Chỉ cần cứu sống được sinh mạng là ta tự thấy vui vẻ rồi. Nếu chúng ta âm thầm làm việc phóng sinh như thế thì những loài vật được cứu sống rất nhiều mà không kích thích lòng tham của kẻ săn bắt hay buôn bán chim thú. Vậy chúng ta hãy phát tâm từ bi, tinh tấn phóng sinh. Đó là hành vi mạnh mẽ nhất để đối trị tập khí giết hại nhiều đời của chúng ta. Nếu không phát tâm ăn chay phóng sinh thì tập khí giết hại kia vẫn còn đó. Nó luôn luôn thúc giục chúng ta gây tạo nghiệp sát ngày càng sâu nặng. Công đức phóng sinh to lớn như thế, vậy mà có nhiều người chẳng những họ không phóng sinh mà còn tìm đủ mọi cách ngăn cản người làm việc phóng sinh, thì tội của họ chẳng khác nào kẻ sát sinh đã hại hàng ngàn hàng vạn vật mạng vô phương được cứu, hàm oan mà chết. Tội lỗi đó vô lượng vô biên, nhất định phải nên gấp rút sửa đổi, sám hối. Nếu không thì địa ngục khổ hình chạy không thoát được. Trong kinh Phạm Võng, Phật dạy: Này Phật tử, phải đem lòng lành làm việc phóng sinh, vì tất cả chúng sinh trong sáu đường đều là cha mẹ của ta cả. Nếu giết mà ăn thịt, tức là giết cha mẹ nhiều đời của ta vậy. Vì thế phải thường làm việc phóng sinh. Khế kinh có câu: Làm lợi ích cho chúng sinh, tức là cúng dường Phật. Luận Trí Độ dạy rằng: Chư dư tội trung sát nghiệp tối trọng, chư công đức trung phóng sinh đệ nhất. Tại sao phải phóng sinh? Phóng sinh tức là trả món nợ sát sinh mà chúng ta đã tạo từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay. Kinh Hoa Nghiêm nói:
Nếu ác nghiệp này có hình tướng thì tận hư không cũng không thể dung cả chúng sanh thì sẽ được an lạc. Các tỳ kheo nghe lời Phật, quay lại rừng tu tập tâm từ. Nhờ thế được chư thiên gia hộ, quỷ thần quy phục, mọi loài yêu mến. Quý ngài yên ổn tiến tu cho đến khi chứng đắc đạo quả A-la-hớn. Trong các hàng đệ tử Phật, tôn giả Tu Bồ Đề tu tập lòng từ rất nghiêm túc. Trước khi đi khất thực, tôn giả quán sát, nếu thấy có người nào nhìn ngài đi khất thực mà sanh tâm niệm ác, thời tôn giả thà nhịn đói chứ không đi. Vì nhớ lại thuở quá khứ, ngài sanh tâm niệm ác khi thấy một thầy tỳ kheo được thí chủ cung kính cúng dường. Do ác nghiệp đó nên bị đọa vào địa ngục, chịu nhiều thống khổ. Bởi thế tôn giả thà chấp nhận nhịn đói chứ không đi khất thực, vì sợ người ta sanh tâm hủy báng mà bị sa đọa như ngài thuở xưa. Tôn giả Tu Bồ Đề thường nói: nếu có người nào không bằng lòng cho tôi đứng, tôi sẽ ngồi, hoặc chẳng quan hỷ cho ngồi, tôi đứng mãi. Tôn giả vì thương xót chúng sanh nên lúc nào cũng thực hành từ tâm vô ngại. Tấm gương trong sáng của tôn giả đáng để cho chúng ta noi theo. Nói đến phước báo của lòng từ, trong Khế Kinh Phật dạy: trong tiền kiếp, nhờ tu tập lòng từ, ta được sanh lên cõi trời Phạm Thiên, có oai đức tự tại, thống lãnh 1000 cõi phạm chúng. Cho đến hôm nay thành Phật đều do lòng từ mà được. Nhân đây Phật nói kệ: ban bố đức vô úy, đó gọi là từ thiện với tất cả chúng sanh. Nếu sanh được lòng từ, đặng phước báo vô lượng. Giả sử như có người đem thất bảo bố thí và thành tâm cúng dường, chẳng bằng tu lòng từ. Người đó sau khi chết sanh làm trời Phạm Thiên. Trong Kinh Tăng Chi, Phật từng dạy chư tỳ kheo: nếu người nào tu tập từ tâm thời hưởng được 8 sự lợi ích. Một là không thấy ác mộng, thức ngủ yên vui. Hai là người đời ái mộ. Ba là chư thiên thiện thần phù hộ. Bốn là không bị tai nạn về nước và lửa. Năm là độc trùng ác thú thuốc độc không gia hại. Sáu là dứt sạch phiền não, hóa giải hết oan trái oán thù. Bảy là mạng sống lâu dài. Tám là sau khi thân hoại mạng chung sanh lên cõi trời Phạm Thiên. Muốn cho giấc ngủ an lành, mau thành chánh quả, trước khi đi ngủ Phật dạy: phải tu tập từ bi quán. Thế nào là từ bi quán? Khế Kinh nói: thuở Phật còn tại thế, ngài thường khuyên bảo các hàng đệ tử phải hằng nghĩ tưởng đến những chúng sanh bị hành phạt khổ đau ở chốn địa ngục, ngạ quỷ, đói khát, bức bách, súc sanh chịu cảnh giao thớt bầm chặt, Atula đấu tranh chém giết, người thì sanh lão bệnh tử, trời thời năm tướng suy hao. Tứ chúng phải khéo quan sát như thế, cho thấy rõ nỗi thống khổ của chúng sanh trong lục đạo, để nhắc nhở mình cố gắng tu hành thành đạo, cứu độ chúng sanh thoát khỏi cảnh sanh tử đọa đày. Quý vị nên nhớ, sau thời tụng kinh niệm Phật, hành thiền, tu từ bi quán, nên thành tâm cầu xin chư Phật, Bồ Tát từ bi cứu độ chúng sanh trong 10 phương, đừng có oan trái lẫn nhau. Hãy cho được sự yên vui, tránh khỏi các điều rủi ro tai nạn, bệnh hoạn, bao nhiêu khổ não kinh sợ đều tiêu tan. Nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, kẻ âm được siêu, người dương thơ thới, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Quán nguyện được như thế, tâm từ mỗi ngày thêm tăng trưởng, thân tâm an lạc, giấc ngủ an hòa.
Còn những ai hay thấy ác mộng là vì trong hiện tại hay quá khứ sát sanh hại vật, gây oan trái quá nhiều, khiến cho những oan hồn uổng tử nó theo. Muốn hóa giải oan trái ấy phải quy y Tam Bảo, trì trai giữ giới, cúng dường bố thí, phóng sanh, tụng kinh niệm Phật, trì chú giảng sanh, nguyện đem công đức lành hồi hướng đến những vong linh oan trái với mình, sớm được siêu sanh tịnh độ. Phải tu như vậy mới hóa giải nổi. Khi lòng từ được thuần hóa, xung quanh mình nó tỏa ra những điển lành, ai nhìn thấy cũng đều kính mến, nên làm bất cứ việc gì đều được thành tựu tốt đẹp. Còn người nào cứ mãi chất chứa những phiền não sân si, ganh ghét, đố kỵ, thì trong thân ta phóng ra những trược khí, quả điển làm cho người chung quanh cảm thấy khó chịu khi giao tiếp với mình. Ngay đó việc làm ăn thường thất bại. Thí dụ như người bán hàng mà ăn nói cọc cằn, thô lỗ, thì thử hỏi ai dám đến mua. Cho nên người Trung Hoa nói, bí quyết mua may bán đắt là gương mặt phải vui tươi, nói lời êm dịu, chân thật, nhiệt tình, ân cần với khách mới làm ăn lâu dài được. Đối với chúng ta là người tu, lại cần nhẫn nại ôn hòa hơn mới hướng dẫn người ngoài vào đạo được. Ngược lại, nếu cứ mãi chất chứa những phiền não trọng trược thì chẳng hóa độ được ai. Nói chung, muốn cho lòng từ được thành tựu tốt đẹp, trước tiên chúng ta phải ăn chay giữ giới. Mỗi khi thấy, nghe người và vật lâm vào cảnh khổ, liền tìm phương cứu giúp một cách bình đẳng, làm cho chúng sanh hết khổ được vui là mình mừng, không mong cầu chi hơn, nguyện mau thành Phật cứu độ chúng sanh. Được như thế mới phù hợp bản ý và lời dạy của Phật. Nếu không, sẽ rơi vào trạng thái thương yêu vị kỷ, hẹp hòi, do lòng ái nhiễm gây nên khổ đau. Quý vị hãy cùng tôi suy nghiệm qua mẫu chuyện sau đây sẽ rõ. Thuở Phật còn tại thế, Mạc Lợi phu nhân là tín nữ thuần thành. Một hôm, vua Ba Tư Nạp ngồi đàm đạo với bà. Vua hỏi: Này ái hậu, trẫm nghe Phật nói ái là gốc khổ đau, ta không chấp nhận vì ái đem đến khoái lạc cho con người. Bệ hạ nói ái là khoái lạc, vậy thần thiếp xin hỏi, thí dụ trong nước có thiên tai, dân chúng lâm nạn chết chóc, khi đó bệ hạ có khổ không? Trẫm chỉ buồn chứ không khổ. Giả sử con gái mình là cành vàng lá ngọc, nó chết, bệ hạ có khổ đau không? Sao hậu nói thế? Con mình chết mà không khổ đau sao được? Chính ái là gốc sinh ra ưu, bi, khổ, não, bệ hạ không thấy sao? Chùa Ba Tư Nạp nghe qua liền tỉnh ngộ nói: Nhờ ái khanh giảng giải, trẫm mới hiểu lời Phật dạy, thật là hữu ích. Thành ra lòng từ phải có trí huệ bình đẳng, vô ngã, vị tha, mới đạt đến cảnh giới từ tâm tam muội, hóa giải hết phiền não, oan trái hận thù, khổ đau, đem lại an lạc, giải thoát cho mình và chúng sanh. Nên có một bài thơ ca ngợi lòng từ như thế này: Lòng từ đẹp tựa như gương, không pha ác cảm, không dương tư thù, thơm như hoa huệ sương thu, nhờ lòng cao thượng người tu hạnh từ. Hay là: Đường dặn nẻo đường đời đầy cát bụi, nhưng ai ơi còn một nẻo vinh quang. Có trang vàng bác ái đượm tình thương, có suối ngọt dương chi lờ lững chảy, có giống cây từ bi muôn dạng trái, có hoa thơm hỷ xả ngát hương thơm, có con thuyền bát nhã độ nhân sinh, vượt bể khổ đưa người về bến giác. Có nhiều người nói, nếu như cái gì cũng từ bi hết, thử hỏi nhà nông làm ruộng mà không xịt thuốc sâu, mò bắt chim chuột, thì nó phá hoại hết mùa màng, lấy cơm đâu mà ăn. Hơn nữa, những loài hung dữ như hùng, beo, sư tử,
rắn rết, mình không giết nó cũng hại mình. Quý vị nói như thế chỉ đúng về mặt thế gian, đấu tranh để sinh tồn, nhưng trái ngược tinh thần từ bi. Phật dạy: xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo. Nếu người nào chấp cái thân này là thật rồi giết hại các loài sinh vật để bảo vệ mạng sống, thì sau khi chết phải sanh trở lại chịu cảnh trả dây, giống như ai mến nhà tiếc của, đi đâu rồi cũng trở về nhà. Chấp cái thân này phải trở lại thọ lấy thân sanh tử, chứ không thể thành Phật thánh tiên được. Không cần suy diễn nhiều, quý vị hãy xem mẫu chuyện trong kinh Pháp Cú thí dụ sau đây, thời sẽ rõ. Thuở Phật còn trụ thế ở thành La Duyệt Kỳ, một hôm có hai thầy tỳ kheo cùng đi sang nước Xá Vệ viếng Phật, nhưng gặp năm hạn hán, đường đi xa xôi, bao nhiêu lương thực nước uống mang theo lần hồi hết sạch. Trong lúc nguy cấp, đói khát cháy cổ, chân tay bủn rủn, bỗng thấy một cái hồ dưới đáy còn đọng lại ít nước. Hai thầy vui mừng quá, liền xuống định múc uống. Nhưng than nguôi, trong nước toàn là côn trùng, không biết tính làm sao. Nếu uống thì phạm giới sát sanh, không uống phải chết. Thầy nhỏ nói mình nên uống để duy trì mạng sống, đi đến viếng Phật nghe Pháp. Thầy lớn tự nghĩ mình đã thọ giới bất sát, nếu uống thì phạm giới, còn mặt mũi nào nhìn Phật, cho nên chấp nhận chết. Người thầy nhỏ thấy người bạn đồng hành lìa trần, trong lòng vô cùng buồn bã, cất bước lên đường. Khi đi đến nơi gặp Phật, liền đem câu chuyện đau lòng đó thuật lại và hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, chẳng hay người bạn của con thác sanh vào chốn nào? Phật đáp: Bạn của ngươi nhờ giữ giới thanh tịnh nên sau khi chết tức khắc sanh làm chư thiên, có oai đức tự tại, trước thấy ta rồi. Còn ngươi vì mê chấp cái thân giả tạm nên phải chịu cực khổ vất vả lặn lội đến nay mới tới. Tuy đến gần bên ta nhưng cách xa ngàn dặm. Nhưng đó Phật dạy: thân này là bất tịnh do tứ đại giả hợp, chớ có tham mến mà gây ra ác nghiệp, phải lợi dụng nó làm lợi ích cho chúng sanh, xả thân cầu đạo mới mong sanh về cảnh giới an lành thành Phật. Lại nữa, giữ giới không sát sanh sẽ có công đức rất lớn, chú nguyện việc chi đều được thành tựu tốt đẹp. Như vào thời Đức Phật, một hôm sư Ahimsaka đang đi khất thực, sư gặp một thiếu phụ nghèo đang lâm bồn dưới một cội cây ở lâm viên. Thiếu phụ đau đớn vô cùng mà không sinh nở được. Sư xúc động quá, liền vì bạch Phật tìm phương cứu giúp. Phật bảo: Sư hãy đi mau tới thiếu phụ kia, rồi thành tâm nói như vậy: Này cô, từ ngày tôi xuất gia trong giáo pháp giác ngộ đến nay, tôi chưa bao giờ cố ý xúc phạm đến sinh mạng của một loài nào. Nguyện nhờ công đức lành này mà cô sinh cháu được bình an. Lập tức, sư Ahimsaka đi nhanh tới khu lâm viên nói với người thiếu phụ đúng theo lời Phật dạy. Chỉ một vài phút, tại sao Đức Phật không cho các hàng Phật tử không được nuôi các loài vật? Nuôi vật, một là phạm tội giam nhốt chúng, hai là tạo điều kiện cho người ta giết hại ăn thịt. Ngoại trừ trường hợp như ông Tiểu Lại họ Trương đến lò sát sinh, mua các loài vật sắp bị giết, đem về nhà nuôi chúng cho đến chết, rồi đem đi chôn thì được. Nếu nuôi để giết hại, ăn thịt và bán thì không được. Nói đến quả báo của làm nghề ác, ở trấn Nam Tường Gia Định có người dân tên Thái Lục, lâu nay lấy nghề giết chó làm kế sinh nhai. Một hôm vào lúc hoàng hôn, Thái Lục giết một con chó rồi định đem nước sôi rưới lên mình nó để cạo lông, thì đột nhiên cảm thấy mắt mờ, tai ù, tâm thần hoảng loạn. Khi đó con chó đang nằm thở thoi thóp sắp chết, bỗng nhiên đứng lên, dùng hết sức lực cắn vào cánh tay Thái Lục mà không chịu buông. Thái Lục đau đớn ngã xuống đất kêu gào thảm thiết.
Tiếng kêu bi ai của ông kinh động đến nhà hàng xóm. Mọi người xúm lại, lấy cây cạy răng con chó ra, nhưng răng ngập sâu vào thịt, không cách nào kéo ra được. Do vậy, Thái Lục đau đớn nằm lăn qua lăn lại trên mặt đất, nước mắt đầm đìa, phẫn tiểu bắn ra, toàn thân rũ rượi, hai tròng mắt trợn ngược trông thấy phát khiếp. Thế rồi ông kêu rú lên một tiếng như tiếng chó sủa, nghe rất thê thảm, rồi trút hơi thở cuối cùng, chết một cách tức tưởi. Câu chuyện Thái Lục giết chó, bị chó cắn chết dần dần được truyền đi khắp nơi. Những người trong trấn bàn tán xôn xao. Sự việc này xảy ra, lòng người càng tin chắc lý nhân quả, làm thiện gặp thiện, làm ác gặp ác. Kể từ đó, khi nói đến chó, mọi người đều biến sắc mặt, không còn ai dám ăn thịt chó nữa. Kỷ Hiểu, Sùng Tiên Sinh Bút Ký có chép: vợ chồng họ Cổ làm nghề giết bò, về sau ông chồng đau mù cả hai mắt, vợ thì bị bệnh da thịt cứ lở loét, chạm vào quần áo đau đớn vô cùng, ngày đêm rên la, một tháng thì chết. Thế mới biết những kẻ ưa sát sinh thường bị chết thảm, cho nên việc nhân quả báo ứng hoàn toàn không phải là chuyện bịa đặt. Trong quyển Hồi Hương Bút Ký có một đoạn mô tả như sau: vào đời Thanh Tuyên Tông năm Đạo Quang ở huyện Đào Khê, có một kẻ chuyên mổ thịt trâu đem bán, mà mọi người ai cũng biết, đó là Phạm Đăng Sơn. Suốt đời giết hại không biết bao nhiêu con trâu, vừa đem bán vừa để ăn. Một hôm trên không bỗng nhiên mây đen tụ lại, trời đất tối sầm, rồi mưa gió nổi lên dữ dội, sấm chớp vang rền. Ngay lúc ấy sét đánh trúng Phạm Đăng Sơn, nhưng y không chết, song mặt mày cháy nám, da thịt cuộn lại, đau đớn rên la, kêu rống lên một cách thê thảm, hai mắt đẫm lệ, trợn lên như sắp lồi ra ngoài. Do lửa đốt nên da thịt nứt nẻ, anh ta dùng tay cào những chỗ thịt bị rã nát, giò lại rồi bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nói: thịt trâu ngon quá. Trải qua chừng vài tháng rồi tắt thở. Những người chứng kiến cảnh ấy ai nấy đều cảm thấy lạnh xương sống. Nên biết rằng sự báo ứng của nghiệp sát sinh hết sức là nghiêm trọng, mà quả báo của nghiệp giết trâu, bò, chó lại càng nghiêm trọng hơn. Vì chúng có công với người đời, tại sao lại nhẫn tâm giết nó để bán và ăn thịt? Vào năm Ung Chiến thứ 10 đời Thanh, tại huyện Quỳ Hưng, có một người họ Ngụy làm nghề bắn chim. Những con chim bắn được, ông đem đi bán hoặc giết để ăn thịt vô số kể. Ông cũng ưa bắt lươn, cá, rùa, rắn, ếch nhái, thậm chí còn thuốc cá, phá hủy ổ chim. Chẳng có việc ác nào mà y không làm. Có người hiền trí thấy thế khuyên ông: này ông Ngụy à, ông nên đổi nghề sát sinh, đi làm ruộng rẫy hoặc chọn một nghề chân chính nào đó mới tốt. Ông Ngụy chẳng những không nghe mà còn oán thiên hạ là lắm chuyện. Lâu ngày chày tháng, tội nghiệp của ông càng lúc càng sâu nặng. Sau cùng, ông mắc một chứng bệnh khắp người nổi những bọc nước lớn như trứng bồ câu, da tiêu thịt rữa, nằm trên giường đau đớn kêu la thảm thiết. Mang bệnh ác nghiệp như thế trong ít ngày, rồi ông ta chết. Sau khi ông chết, hoàn toàn tuyệt tự, không có một đứa con nối dõi. Nghiệp sát quá nặng, tất nhiên phải chuốc lấy tai ương. Thế nên mọi người hãy suy gẫm mà tránh xa việc sát hại chúng sinh. Đất Giang Tô ở ngoài thành Dương Châu có người làm vườn tên là Cửu Tứ Lục. Một hôm y thấy tổ kiến vàng, liền đi vào nhà bếp, xách ra một xô nước đang sôi sùng sục, đổ ngay xuống ổ kiến. Hỡi ôi, kiến chết vô số. Tứ Lục thấy thế cười khà khà, tỏ ra đắc ý. Tháng 8 năm sau, y nằm mộng thấy có vô số kiến bò đến cắn khắp thân mình. Khi tỉnh dậy, quái lạ, toàn thân y nổi lên rất nhiều chấm đỏ, rồi biến thành bọc nước, làm cho y đau đớn vô cùng, kêu khóc vài ngày rồi nhắm mắt lìa đời, vô phương cứu chữa.
Kiến tuy nhỏ nhưng cũng có tánh ham sống, sợ chết như người không khác. Thỉnh cầu đại chúng mở rộng lòng từ bi bảo hộ, chớ có tàn hại. Vào thời Đức Phật, có một anh đồ tể tên Chuyên Đá làm nghề mổ heo. Một hôm, anh ta mang một chứng bệnh kỳ quái, miệng mỗi lúc nào cũng tuôn ra máu mủ, đau đớn tột cùng. Sớm chiều cứ nằm trên giường rên la bi thảm như tiếng heo bị chọc huyết. Một hôm, Phật cùng A Nan đi khất thực ngang qua, bỗng nghe từ trong nhà anh ta vang ra những tiếng kêu kinh hãi. Tôn giả A Nan hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tiếng kêu đó là của người hay vật mà nghe ghê gớm quá vậy? Này A Nan, đó là tiếng kêu của người đồ tể Chuân Đá, chuyên thập huyết heo, làm cho chúng sinh đau đớn thấu trời thấu đất, không thể chịu nổi. Do nhân duyên ác nghiệp ấy nên mắc tội khổ như vậy. Nhân đó Phật dạy: sát nghiệp rất nặng, khi chết bị đọa vào địa ngục, thọ ngàn vạn khổ hình, mãn hạn chuyển làm súc sinh, nợ máu phải hoàn đền, trăm kiếp ngàn đời khó có ngày dứt. Lâm đạo trưởng nói: người đời tàn nhẫn đã thành thói quen, sát sanh ăn thịt, tích lũy lâu ngày đã quá sâu dày, tổn giảm phước đức. Tiếng kêu bi ai đầy oán hờn của con vật khiến cho họ gặp nhiều cảnh thiên tai địa ách, bệnh hoạn đói khát, vật giả đau binh, cướp đi mạng sống của họ. Đó là lẽ báo ứng tự nhiên của trời đất. Nên biết rằng nghiệp sát càng nặng thì quả báo càng thê thảm. Vì thế, những người làm nghề sát sanh hại vật hãy mau thức tỉnh, nhanh chóng rửa tay, đổi sang nghề lương thiện. Hãy ăn năn, sám hối, ăn chay niệm Phật, bố thí, phóng sanh, dung trồng cội phúc để đền bù lại những tội lỗi đã qua, mới mong tránh khỏi những tai họa cho con cháu sau này. Quý Phật tử muốn khi chết được an lạc thì chịu khó giữ giới không sát sinh, ăn chay, phóng sanh. Phần nhiều người ta chỉ thích cúng dường, bố thí, ít ai để ý đến việc phóng sanh. Quý Phật tử nên biết cúng dường, bố thí kiếp sau hưởng được cảnh giàu sang, chứ không quá giải nổi nghiệp sát sinh. Muốn quá giải nghiệp sát, chỉ có cách trì chay, giữ giới phóng sanh mới có thể quá giải dần sát nghiệp. Nếu không, khi nghiệp sát trổ quả, họ phải lãnh thọ ác báo bệnh hoạn, tai nạn, nằm liệt giường, muốn sống chẳng đặng, cầu chết cũng không xong. Cho nên trong kinh Phật dạy, chúng ta hãy lợi dụng lúc quả dữ chưa trổ, mình cố gắng làm nhiều việc thiện, háo đức phóng sanh để chuyển hóa ác nghiệp. Nếu không, khi ác nghiệp đến rồi, muốn tu hành làm lành thì không còn kịp nữa. Có nhiều người lúc bình thường quý sư khuyên giữ giới, ăn chay phóng sanh, họ không màng đến, đợi khi chết chóc khổ đau tới mới thức tỉnh phát tâm tu hành phóng sanh thì thật quá muộn màng. Vì vậy, ngoài việc cúng dường bố thí ra, chúng ta cố gắng đem hết khả năng của mình cứu vật phóng sanh để chuộc lại những lỗi lầm mà mình đã lỡ tạo ra. Có như thế mới mong khi chết được nhẹ nhàng an lạc. Nhân quả tội phước rõ ràng như thế, vậy mà có mấy ai để mắt nhìn vào? Có nhiều người đến chùa, tôi đưa kinh và ban thuyết pháp cho họ xem nghe, cho thấy rõ nhân quả tội phước, làm lành lánh dữ để tránh quả báo xấu về sau. Họ lại trả lời rằng: con không dám xem kinh nghe pháp, vì khi xem nghe rồi thấy làm việc chi cũng có tội. Tôi nói: thật ra nghề lương thiện rất nhiều, điển hình như thợ may, thợ mộc, thợ hồ, mua bán lương thiện, vân vân. Tại quý vị chê tiền ít không làm. Chúng ta nên nhớ, cho dù có kho vàng núi bạc, thử nghĩ khi ác báo tới, rồi bị bệnh hoạn tai nạn, quan gia đòi mạng, tử thần gõ cửa, khi đó đem theo được gì ngoài hai chữ tội và phước? Đến khi ấy ăn năn đã quá muộn màng. Lại có người nói,
con bận công chuyện suốt ngày, không có thời giờ xem kinh nghe pháp. Tôi nói, quý vị không có thời giờ xem kinh nghe pháp, chứ có thời giờ xem phim nghe nhạc, đi chơi, đọc sách nhảm nhí, ngồi nói chuyện thị phi. Thực sự mà nói, tại quý vị không thích nên mới trả lời như vậy. Chứ khi đã muốn rồi thì ở môi trường nào cũng có thể xem kinh nghe pháp được. Có nhiều người thấy cũng đáng thương, lúc bình thường thì chẳng lo tu, đến khi hoạn nạn khổ đau thì vô chùa gian giái trời Phật và than thở với quý sư rằng: thưa sư, cuộc đời con sao khổ quá, hết bệnh hoạn tới tai nạn, lo âu buồn phiền cứ xảy ra mãi, không có lúc nào để cho con được yên thân, cho nên có nhiều khi con muốn chết cho rồi. Sở dĩ chúng ta khổ là vì đời trước và hiện tại không biết lo tu, hàng ngày cứ mãi sát sanh gieo đau đớn đến các loài vật và làm phiền lụy biết bao nhiêu người chung quanh. Vì thế khổ trước chưa nguôi, sầu sau đã tới. Các bậc thánh mỗi ngày ít nhất là làm cho một chúng sanh được an vui. Còn chúng ta hết làm khổ người tới vật, cho nên khổ mãi là vậy. Châm ngôn nhà Phật có câu: Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát là bậc giác ngộ thấy rõ thập ác là nhân của khổ đau. Quý ngài sợ hãi chăm tu thập thiện, hành lục độ. Còn chúng sanh là những người si mê gieo nhân thập ác, đến khi quả khổ đau đến thì kinh hoàng khiếp sợ van xin cầu cứu. Đó là nói lên tính mê muội của con người, được gọi là chúng sanh sợ quả khổ mà không tránh nhân xấu. Chúng ta sống trong cảnh giới ta bà này chẳng khác nào ở trong một biển khổ bao la. Trong cái biển khổ bao la này, chúng sanh tàn sát não hại lẫn nhau, chẳng khác nào ở chốn địa ngục. Quý vị vô nhà thương, khám đường, những nơi chiến trường và lò mổ gia cầm, đó là địa ngục của trần gian. Nói gần một chút nữa, nhà bếp của chúng ta là địa ngục Đao Sơn. Hằng ngày chúng ta biến mình thành quỷ sứ, đập đầu, cắt cổ, lột da, bầm chặt, chiên xào, nấu nướng các loài vật, thì có khác gì quỷ sứ hành hình những tội nhân ở chốn địa ngục? Trong cái biển khổ mênh mông này, có mấy ai giác ngộ lo tu hành, cứ mãi chạy đuổi theo danh lợi. Họ tranh chấp lừa dối, dùng mọi thủ đoạn để hãm hại lẫn nhau và thẳng tay tàn sát các loài vật để thỏa mãn lòng ham muốn của mình. Càng ham muốn thì càng lún sâu vào tội lỗi. Như thế là mỗi ngày họ lại tiếp tục gây tạo thêm ác nghiệp chất chồng, thì sớm muộn gì cũng phải lãnh lấy quả báo đau thương. Để tránh ác báo, trong Khế Kinh nói: thuở xưa Phật dạy tín nữ Mạc Lợi, phải thường khởi lòng từ đối với tất cả chúng sanh, không làm nghề ác, xa lìa sát sanh, hại vật, cố gắng tập ăn chay kỳ, tụng kinh niệm Phật, cứu giúp mọi loài, lần hồi tiến lên cho đến khi trường chay bất sát. Là Phật tử ai ai cũng biết không sát sanh ăn thịt, trường chay bất sát là điều tốt, nhưng khó thực hành vì con người đã có thói quen sát sanh ăn thịt từ thuở nhỏ nên bỏ ăn thịt rất khó. Không bỏ được phải làm sao? Chuyện này cần phải quán tưởng những điều sau đây. À, lo sợ gặp cứu khổ ban vui. Lời Phật dạy như thế, vậy mà có nhiều người chẳng những họ không biết ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, làm lành lánh dữ, trái lại khi thấy người thân trong gia đình hay người ngoài ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, họ không khuyến khích, khen ngợi, còn quỷ báng và tìm đủ mọi cách ngăn cản phá hoại. Cho nên trong kinh Địa Tạng nói: nếu người nào ác tâm khinh khi, chê bai, ngăn cản, du bán người tu hành, thì ngài dạy rõ quả báo ở mãi trong loài súc sinh. Nói tóm lại, chúng ta phải biết sợ ác báo mà cố gắng giữ giới không sát sanh. Muốn không sát sanh cần tu tâm từ, muốn có tâm từ phải ăn chay, thương người mến vật, cứu giúp mọi loài. Giữ giới ăn chay cũng là một cách phóng sanh,
trưởng dưỡng tâm từ, nêu gương cho đời. Được như vậy mới tránh khỏi cái quả bồi thường thân mạng, xương thịt, máu huyết. Lòng từ mỗi ngày thêm mở rộng, thân tâm thanh tịnh, phát sinh trí huệ, đạo quả chống duyên thành. Có như vậy mới mong kiến tạo một thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Đúng như lời Tổ đã dạy: tất cả chúng sanh không nghiệp sát, mười phương thế giới khỏi đao binh, mỗi nhà mỗi nơi đều tu thiện, thiên hạ lo chi chẳng thái bình. Trong Kinh Thập Thiện, Phật dạy: nếu ai xa lìa nghiệp sát, thời thành tựu được mười pháp không còn bức não. Một là đối với chúng sanh cùng khắp bố thí đức vô úy. Hai, thường khởi lòng đại từ với các chúng sanh. Ba, dứt sạch tất cả tập khí giận hờn. Bốn, thân thường không bệnh. Năm, mạng sống lâu dài. Sáu, thường được thiên thần ủng hộ. Bảy, không thấy ác mộng, thức ngủ yên vui. Tám, diệt trừ oan nghiệp, oán thù tự giải. Chín, không sợ sa đường dữ. Mười, khi chết sanh lên cõi trời. Nếu đem công đức đó hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật được tùy tâm Phật, thọ mạng tự tại. Nên có câu: trong thập giới sát sanh thứ nhất, người tu hành giữ đức sanh, vật người một thể hóa thành, chẳng nên sát hại ấy danh hành từ. Ai không sát hại sanh linh, tuổi đời trường thọ thân hình tốt tươi, mai sau hưởng được ngôi trời, hào quang chiếu sáng trong ngoài đều soi. Ngược lại, nếu người nào suốt đời chỉ biết giết hại, bàn tay luôn luôn đẫm máu, gây những sự chết chóc, đau đớn, quằn quại, rên la đối với chúng sinh, chẳng có một chút từ tâm, hạng người như thế trong đại luận nói phải gặt lấy mười ác báo. Một, thường chứa độc trong tâm đời đời chẳng dứt. Hai, người đời chán ghét, mắt chẳng dám ngó. Ba, mọi loài nhìn thấy kinh hãi tránh xa. Bốn, thường thấy chim bao dữ. Năm, khi ngủ giật mình lúc thức cũng chẳng yên. Sáu, tổn giảm tuổi thọ. Bảy, khi mạng chung chết một cách thê thảm. Tám, gây nghiệp nhân chết yểu cho đời sau. Chín, sau khi chết đọa địa ngục. Mười, sanh lên nhân gian bị quả báo bệnh hoạn, tai nạn, chết vì đao binh, giặc cướp, thiên tai, địa ách, lửa cháy, nước trôi, luân hồi thường mạng lẫn nhau. Trong kinh đã nói như thế, người học đạo há chẳng sợ? Hãy tự răn chừa ư. Cổ đức cũng than: ác thứ nhất sát sanh gây dạ, tánh hung hăng đâm chém chặt bằng, chất chứa điều hung dữ trong tâm, chờ đắc thế ra tay hạ sát. Viết đến đây động lòng rào rạt, gẫm nhiều người bội bạc thâm ân. Nào kể chi là đạo quân thần, tôi giết chúa con đành sát phụ. Lúc nguy cơ tớ mong hại chủ, trò giết thầy tội ấy đáng không? Thêm chồng giết vợ, vợ giết chồng, niềm huynh đệ cùng nhau cấu xé. Cũng có lúc con còn giết mẹ, dành của tiền cốt nhục giết nhau. Tranh lợi danh giết lẫn đồng bào, tình nhân loại phân chia yểm bách. Giết thú vật đầy lòng kiêu cách, tưởng rằng mình như thế là ngoan. Khuyên bá gia bá tánh diệt đàn, chớ sát hại mạng người như thế. Chớ giết vật đặng mà cúng tế, gẫm thánh thần đâu có tư riêng. Rủi ốm đau bởi tại căn tiền, hoặc hiện kiếp làm điều bạo ác,
phải ăn năn phước điền tạo tác, lo thuốc thang khấn vái Phật trời, nguyện sửa lòng ác Phật giúp đời, xuống phước rộng từ bi hỷ xả. Đấng thần minh công bình trực dạ, đâu ăn lo đổi quả làm may, mở tâm linh nghĩ đến đoạn này, điều quả phước ấy cơ báo ứng, chẳng biết thân còn toan chứa đựng, quả bất lành chưa trả dây thêm. Cầu cho đời sóng lặng gió êm, đặng bá tánh an nhàn tu niệm. Thuốc độc hại người, quan gia chết yểu. Càng tạo nghiệp sát là tự lao mình vào con đường sanh tử luân hồi thường mạng lẫn nhau. Muốn tháo gỡ hận thù oan trái đọa đày, Phật dạy phải mở rộng lòng từ bi bố đức phóng sanh. Từ là lòng thương yêu rộng lớn, bi là cứu khổ ban vui cho tất cả chúng sanh. Muốn có lòng từ bi, trước tiên chúng ta phải giữ giới, ăn chay, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ, giúp đỡ anh chị em, dòng họ, đồng bào, xã hội, vạn loại chúng sanh, cho đến kẻ thù ghét và hãm hại mình mà vẫn thương được. Để trưởng dưỡng đạo tâm, giúp người cứu vật trong lúc lâm nguy sắp chết. Nếu thấy mình có khả năng cứu người thoát chết thì phước đó vô cùng to lớn, còn hơn xây chính ngôi tháp thờ Xá Lợi Phật. Hoặc thấy chim cá sắp bị cắt cổ, nhổ lông, chặt kỳ, đánh dãy, ta nên xuất tiện ra mua chúng phóng sanh. Con chim vỗ cánh tung bay trên nền trời xanh, cá kia lượn mình tung tăng bơi lội giữa dòng nước sâu. Chúng ta thử tưởng tượng sự vui sướng của chúng biết là dường nào. Cho nên Phật tử khi đã hiểu đạo, tự mình không giết hại. Nếu thấy người ngoài hay con cháu sát sanh hại vật, ta phải dùng lời khôn khéo khuyên nhắc họ phát khởi từ tâm, rộng ơn tha mạng, khiến cho đang lúc ngặt nghèo bỗng trở nên yên vui, cảm ơn ta vô cùng. Đời này không trả, kiếp sau chúng kết làm quyến thuộc bằng hữu tâm giao, tận tình ủng hộ mình làm nên sự nghiệp dễ dàng. Thí dụ như mua bán mà gặp những chúng sanh đã thọ ơn mình trong hiện tại hay quá khứ, khi đi ngang qua gian hàng nhìn thấy ta, tự nhiên sanh tâm cảm mến, vô mua một cách vui vẻ. Trong Khế Kinh Phật nói: sở dĩ ta đi đến đâu tứ chúng đều kính trọng là vì trong quá khứ họ từng thọ ơn ta, hôm nay gặp lại tự nhiên sanh tâm kính mến, nguyện làm đồ chúng, hoan hỷ cúng dường, nghe lời làm theo. Nói đến chuyện khuyên người chớ sát sanh hại vật, thuở Phật còn sanh tiền, mỗi khi thấy ai sát sanh hại vật, Ngài liền đem lời lành khuyên nhủ. Điển hình như một hôm Phật cùng chư Tăng đang đi khất thực, Phật gặp một nhóm trẻ em đang tụ họp với nhau chơi đùa. Các đứa trẻ này đang hành hạ những con cua nhỏ mà chúng vừa bắt được dưới ruộng. Một đứa trẻ trong bọn chúng lấy bàn tay trái đè lên lưng con cua, tay phải bẻ một cái càng. Bọn trẻ reo hò vang dậy, đứa kia thiết chí bẻ gãy một cái càng cua khác, rồi bọn trẻ vỗ tay reo hò. Chúng chơi như vậy cho đến khi tất cả hai càng và tám chân của con cua đều bị bẻ gãy hết. Rốt cuộc chúng liệng con cua xuống ruộng rồi đi bắt con khác để chơi. Thấy Phật và chư Tăng đi tới, bọn chúng ngẩng đầu lên chào, rồi lại cúi xuống chơi trò hành hạ mấy con cua. Chúng tàn ác mà không biết là mình tàn ác. Phật bảo bọn trẻ ngừng tay. Ngài nói: này các con, nếu các con bị trật chân hay gãy tay thì các con có đau không? Bạch Phật, con rất đau ạ.
Con cua bị các con bẻ gãy càng và gãy chân cũng đau đớn như thế đó. Các con có biết không? Bọn trẻ im lặng. Phật nói tiếp: Con cua cũng biết ăn uống, nó cũng có cha mẹ, anh và chị em của nó như các con vậy. Các con làm khổ con cua như thế, tức là các con đã làm khổ luôn cả cha mẹ và anh chị em của nó. Các con hãy suy nghĩ đi. Bọn trẻ tỏ ra hối hận. Lúc bấy giờ, Đức Phật và Chư Tăng đứng quanh bọn trẻ. Những người qua lại cũng đến xem. Nhân cơ hội này, Phật dạy cả trẻ em lẫn người lớn về lòng từ bi. Ngài nói: Chúng ta phải làm sao để cho tất cả mọi loài đều được yên ổn và có niềm vui trong sự sống. Chúng ta phải bảo vệ sự sống cho nhau và đem niềm vui cho nhau. Tất cả mọi loài, dù lớn dù nhỏ, dù đi bằng hai chân hay đi bằng bốn chân, dù bò trên mặt đất hay bay trên hư không, hoặc bơi lội trong nước, cũng đều có quyền sống. Chúng ta không nên đem tâm hận thù sát hại nhau, mà chúng ta phải biết che chở cho nhau. Này các con, hãy ban rải tình thương yêu đến các loài vật, như bà mẹ đem thân mạng che chở cho đứa con yêu quý nhất của mình. Mỗi người trong chúng ta phải mở rộng lòng ra để đón nhận và che chở cho tất cả các loài sinh vật đang có mặt trên, dưới, trong, ngoài và chung quanh ta. Trong khi đi đứng nằm ngồi, trái tim ta phải mang theo tình thương đó, và ta hãy an trú đêm ngày trong tình thương đó. Vậy xong, Phật bảo bọn trẻ cùng Ngài đem thả những con cua còn lại xuống ruộng. Rồi Phật cùng Chư Tăng tiếp tục đi khất thực. Cứu vật phóng sanh còn tăng thêm tuổi thọ, như trong kinh Hiền Ngu nói: Thuở xưa có hai thầy trò chú Sa Di tu trên núi. Một hôm ông thầy nhập định, thấy chú Sa Di sống không quá 7 ngày, nên bảo đệ tử rằng: Đã lâu rồi con chưa về thăm cha mẹ, hôm nay cho phép con về thăm nhà 7 ngày. Chú Sa Di nghe lời thầy về thăm cha mẹ, đúng kỳ hẹn trở về. Ông thầy ngạc nhiên hỏi: Từ lúc con về nhà đến nay, có tạo được phước lành gì không? Thưa thầy, khi con đi về dọc đường thấy một đàn kiến đang bị nước cuốn trôi. Nhìn cảnh thương tâm ấy, con liền lấy một cành cây cứu chúng thoát nạn. Lành thay, này con, cứu một chúng sanh thoát khỏi nạn chết, phước đức vô lượng. Đáng lẽ mạng sống của con đã hết, nhưng nhờ con biết phát tâm giải cứu vô số sanh linh, nên tuổi thọ được tăng lên. Vậy từ nay con hãy cố gắng phát huy tinh thần bất sát, cứu vật, giúp người, để duy trì tuổi thọ làm lợi ích chúng sanh. Chú Sa Di kính cẩn ghi nhớ lời thầy dạy, thực hành. Về sau trở thành một vị cao tăng đức độ, sống lâu. Ngoài ra, phát tâm từ cứu vật phóng sanh còn hóa giải những căn bệnh hiểm nghèo. Khế Kinh kể rằng, vào thời Đức Phật ở thành Dương Xá có ông trưởng giả, một hôm lâm phải cơn bạo bệnh, chạy chữa rất nhiều danh y, nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm. Tôn giả Mục Kiền Liên quán sát, thấy tiền căn của ông có duyên với Tam Bảo, nên một hôm Ngài thân hành đến nhà ông ta nói rằng: Sở dĩ ông bệnh là vì đời trước và hiện tại hay đánh đập sát hại sanh vật quá nhiều, nên nay mắc phải quả báo đau đớn như thế. Muốn hóa giải ác nghiệp ấy, hãy phát tâm cứu vật phóng sanh. Trưởng giả nghe lời, xuất tiền ra mua vật phóng sanh. Thời gian không bao lâu hết bệnh, con cháu lại thi đỗ làm quan. Kể từ đó, lòng tin càng thêm vững mạnh. Trưởng giả phát tâm giữ giới ăn chay và phóng sanh cho đến lúc lâm chung, được sanh lên cõi trời. Chuyện cứu vật phóng sanh từ thở Phật cho đến nay đều có kết quả tốt. Tiểu lại họ Trương vốn là người phụ tá cho một quan huyện. Tánh tình ông ôn hòa nhưng cương trực, ưa làm việc thiện, thường dùng số tiền lương của mình đến lò sát sinh, mua những con vật sắp bị giết đem về nhà để nuôi chúng.
Về sau, đến tuổi về hưu, ông trở về sống với gia đình. Mỗi khi thấy con vật nào chết, ông liền đem chôn cất tử tế. Những người hàng xóm thấy thế cho ông là một tên điên, nhưng ông vẫn thản nhiên, chẳng cần quan tâm đến họ. Ông thường dạy con cháu không được sát sinh và khuyên cả nhà ăn chay lạc. Nhờ phước đức cứu sống nhiều sinh vật nên sức khỏe của ông rất tráng kiện, sống đến 100 tuổi, con cháu ngày càng thịnh vượng. Một hôm, ông cho gọi người nhà lại nói: cả đời ta phong sanh rất nhiều, chưa đức sâu dày. Hôm nay thiên đế cho thiên sứ đến rước. Sau khi ta qua đời, các người phải dâng theo lời di chúc của ta, không được sát sanh hại vật, cố gắng ăn chay, làm việc thiện và cứu vật phóng sanh. Nói xong, ông từ từ nhắm mắt. Lúc đó, mọi người nghe trên không trung tiếng nhạc kêu vang, nghe rất êm tai. Con cháu trong nhà đều ngước mắt lên xem. Thế rồi tiếng nhạc lần lần xa dần. Khi mọi người nhìn lại thì thấy ông đã an giấc ngàn thu, nhưng dung nhan vẫn như người còn sống. Tin ông từ trần loan đến triều đình, nhà vua phong cho ông tước hiệu Viên Ngoại Lang. Về sau, con cháu nhiều đời đều hết lòng làm theo lời di huấn. Chuyện trên cho chúng ta thấy, chỉ có cái âm đức ăn chay, giữ giới, phóng sanh mới có thể làm tăng thêm tuổi thọ, lộc dị cho mình và cho con cháu ở hiện tại và vị lai được sanh lên thiên giới. Lý Cảnh là một người rất nhân từ. Ông vốn không phải là người giàu có gì, nhưng rất thích lấy việc phóng sanh làm thú vui tiêu khiển, nên ông thường ra bờ sông đi đến ngư phủ hỏi mua tôm cá, rồi đem tất cả phóng sanh. Nhìn thấy những con tôm, cua, cá tép ba ba bơi lội tự tại, trong lòng ông rất hoan hỷ. Ông là người thích uống thuốc luyện đan. Một hôm trúng phải chất độc đan sa nên ung nhọt phát sinh sau lưng, không có thuốc gì chữa trị được. Thế rồi trong cơn đau đớn, ông hôn mê, mơ màng thấy các loài thủy tộc dùng nước bọt thoa vào mụn tròn. Khi tỉnh lại, ông cảm thấy mát mẻ, sảng khoái trong người lạ thường. Chất độc đã được giải trừ. Không những sức khỏe của ông hồi phục, mà thân thể còn tráng kiện hơn xưa. Nghĩ đến lòng tri ân của loài vật, tâm hồn ông dâng lên một niềm cảm động vô vàn. Thế rồi từ đó về sau, hằng ngày ông ung dung ra bờ sông với dáng vẻ hân hoan và tự tin, đi đến ngư phủ tiếp tục mua tôm cá phóng sanh để làm niềm vui. Nhờ phóng sanh nên hưởng được tuổi thọ rất cao, không bệnh mà chết một cách an lành. Cứu mạng sống của chúng sinh chẳng khác nào tự cứu mạng mình. Làm thiện chắc chắn có sự báo đáp của việc thiện. Trường hợp của Lý Cảnh là một sự kiện đáng nhớ để cho chúng ta suy ngẫm. Giữ giới không sát sanh, tu tập lòng từ, phóng sanh còn thoát khỏi ách nạn và dịch bệnh. Đất Giang Tô ở Nhuận Châu, cư dân sanh sống bằng nghề đánh cá, bắt cua, bắt ếch. Toàn thôn chỉ có Khổng Bà giữ giới không sát sanh. Tuổi đã 70 nhưng bà vẫn khỏe, còn sức dệt vải kiếm tiền mua vật phóng sanh và thường khuyên người giữ giới không sát sanh. Dân chúng không nghe lời, còn cười chê bà, nhưng bà vẫn tự nhiên lấy sự phóng sanh làm niềm vui. Càn Long năm Ất Mão, ngày 9 tháng 9, Nhuận Châu dở đê, nước tràn mênh mông, nhà cửa bị cuốn trôi, người chết vô số. Trước ngày ấy, Khổng Bà dắt cháu lên núi lễ Phật, ở lại Ni Am nên thoát nạn. Dân ở làng Thái Hồ đều làm nghề săn bắn, lưới cá. Duy có nhà Thẩm Văn Bửu, cả nhà không làm, lại còn mua chim và cá đem phóng sanh. Năm đó, có dịch khắp làng đều mắc bệnh, dịch người chết quá nhiều.
vì nhà Thẩm Văn Bửu là tránh khỏi, không ai hề hấn gì. Những ai giữ giới không sát sanh thì mới có thể thoát khỏi tai ương. Chung cuộc, hễ ai làm việc tốt thì có sự báo ứng tốt, đó là định luật của nhân quả, nghiệp lực. Lại nữa, phóng sanh còn thay đổi số phận. Tại địa phương Cối Kê, có hai vị sĩ tử là Đào Thạch Lương và Trương Chi Đình. Một hôm đi thi ngang qua chợ, thấy có người nhốt vô số lương để bán. Hai vị thấy thế sinh tâm thương xót, hùng tiện mua đem đi thả xuống sông. Đêm đến cả hai vị đều nằm mộng, thấy một đấng thần minh nói với họ: bấy lâu nay hai vị thi không đậu, nhưng hôm nay hai vị phát tâm phóng sinh, công đức vô cùng thù thắng, cho nên ta báo tin vui cho hai vị biết, sẽ thi đỗ khoa này. Trải qua giấc mộng lạ lùng ấy, khiến hai người nửa tin nửa ngờ. Nhưng quả thật lời mách ấy là đúng, vì cả hai đều thi đậu. Người có tâm từ thì bao giờ cũng có thần minh gia hộ. Có người lại nói rằng, nếu mọi người đều làm việc phóng sinh, hoặc chẳng còn ai làm việc săn bắt, thì các loài chim thú sẽ sinh trưởng tự do, lan tràn ra khắp chốn, làm rối loạn cả môi trường, còn chỗ đâu cho con người sống. Để giải thích vấn đề đó, Nguyên Minh nói rằng, lời nói này mới nghe qua thấy hợp lý, nhưng trong thực tế, mối đe dọa trước mắt hiện nay không phải quá đông các loài vật, mà là nguy cơ phải vĩnh viễn chia tay với nhiều loài động vật. Nếu không có các biện pháp kịp thời ngăn chặn, thì hành tinh của chúng ta sẽ trở thành một hành tinh chết trong môi trường thiên nhiên bị phá hủy. Thật vậy, hiện nay có nhiều loài động vật quý đã mất hẳn. Hơn nữa, sự giết hại hàng loạt các loài động vật làm biến dạng nhiều cảnh quan xinh đẹp trong thiên nhiên. Nhiều quốc gia trên thế giới đã nhận ra điều đó và đang mở rộng dẫn các khu vực bảo vệ tự nhiên, nghiêm cấm tuyệt đối mọi hành vi săn bắt, giết hại trong khu vực ấy. Vậy là cuối cùng thì con người đã nhận ra những sai lầm của mình trong việc phá hoại môi trường. Như thế, để cho chúng ta thấy phải từ bỏ việc giết hại, nhanh chóng thực hành việc phóng sinh mới có thể mang lại kết quả tốt đẹp. Phóng sinh thật dễ làm và mang lại lợi ích cho chúng ta rất lớn lao. Vậy mà có lắm người dù đã phát tâm phóng sinh nhưng họ không hiểu được ý nghĩa của nó, cho nên khi nghe người khác phản bác, công kích thì lại đâm ra hoang mang, hoài nghi, rồi từ bỏ không làm nữa. Kẻ chê bai đã sai lầm, mà người nghe chê bai ấy lại động tâm, bỏ việc đáng làm cũng rơi vào chỗ sai lầm như họ. Thật đáng tiếc thay. Quý Phật tử nên biết những kẻ chê bai, chỉ trích thường đưa ra lý lẽ. Họ nói rằng, những kẻ săn bắt buôn bán chim thú là dựa theo nhu cầu của người mua mà cung cấp. Này khuyến khích nhiều người làm việc phóng sinh, có khác nào gia tăng thêm việc săn bắt mua bán? Chi bằng không gây nghiệp giết hại để tiền làm việc thiện khác tốt hơn. Mới nghe thoáng qua dường như đúng, nhưng cũng nên nghĩ lại. Cho dù không có ai làm việc phóng sinh, họ cũng chẳng vì vậy mà không làm việc săn bắt chim thú, bởi mục đích chính của họ là bán cho người ăn thịt, chứ không phải để bán cho những người phóng sinh. Bởi vậy, bắt giết có ác báo của việc bắt giết, phóng sinh có thiện báo của việc phóng sinh. Nếu họ vì sự phóng sinh của ta mà gia tăng thêm việc săn bắt, mua bán, đó là do lòng tham của họ, không phải do nơi thiện tâm của ta. Như vậy, ác nghiệp là do lòng tham của họ tạo ra, còn ta làm việc phóng sinh là xuất phát từ tâm từ bi, thì thiện nghiệp rõ ràng, không thể nghi ngờ gì nữa. Vì thế, lời nói trên phải nói ngược lại. Chính vì có nhiều người làm việc săn bắt, mua bán chim thú, nên cần có nhiều người làm việc phóng sinh. Trong thực trạng hôm nay, mỗi ngày quanh ta đều xảy ra vô số cảnh chim trời cá nước,
mỗi ngày bị bắt giữ, giết hại rất nhiều, không sao đếm hết. Nếu những con vật sắp bị giết hại đó, chúng ta phát tâm từ tìm phương giải cứu, thả nó về với cuộc sống bình thường trong tự nhiên, dù chỉ một con hay là nhiều con, đều là thực hành việc phóng sinh. Như thế là ta đã tạo ra thiện nghiệp vô cùng to lớn. Trong việc phóng sinh rất đơn giản. Ví dụ, trước đây hàng ngày ta ra chợ mua cá thịt về ăn, hôm nay đã biết hồi tâm chuyển ý, từ bỏ nghiệp giết hại, ăn thịt cá, chỉ mua rau quả về dùng và để dành tiền mua vài con cá còn sống, rồi mang đi thả xuống sông, cứu nó thoát khỏi sự giết hại. Việc làm trước đây là ngày ngày gây thêm ác nghiệp, việc làm bây giờ là ngày ngày tạo thêm thiện nghiệp, hóa giải dần ác nghiệp. Người lúc trước làm ác, sao ngưng không tái phạm, như trăng khỏi mây mù, chiếu sáng khắp thế gian. Kinh Pháp Cú. Tiến thêm bước nữa, khi có điều kiện cho phép, chúng ta có thể nỗ lực càng nhiều thì thiện nghiệp càng lớn, cũng như người làm ruộng gieo cấy càng nhiều thì thu hoạch càng nhiều. Không chỉ có cá, tôm, tép, cóc, ếch, cua, rùa, chim, thỏ, mà bất cứ loài vật nào cũng đều có thể mua để phóng sinh. Chỉ cần cứu được chúng thoát khỏi sự giết hại là việc phóng sinh xem như đã thành tựu. Như thế thì việc phóng sinh quả thật rất dễ làm, dù có nhiều tiền hay ít tiền đều có thể làm được. Muốn cho việc phóng sinh thành công tốt đẹp, trước tiên phải phát tâm từ, cảm thông, nghĩ tưởng đến những con vật sắp bị giết hại mà thực hành việc phóng sinh. Nếu phóng sinh mà không xuất phát từ tâm từ bi thì việc làm đó không bền và dễ rơi vào chỗ sai lệch. Chẳng hạn, có một số người bỏ tiền ra mua vật phóng sinh để lấy tiếng tốt, hoặc thấy thân hữu bè bạn làm việc phóng sinh và kêu gọi mình đóng góp, dù không thật lòng muốn làm nhưng vì sợ người khác chê cười cho ta là keo kiệt mà làm vậy thôi. Người nào phóng sinh theo cách đó thì hôm nay họ phóng sinh con vật này, ngày mai lại ra tay giết con vật khác. Cái dòng lẫn quẩn giết tha, tha giết như thế rõ ràng không phải là ý nghĩa tốt đẹp của việc phóng sinh. Một trong những sai lệch thường gặp khác nữa là người ta thường đợi đến những ngày có lễ hội rằm 30, những dịp có đông người qua lại để làm việc phóng sinh, vô tình để cho kẻ xấu lợi dụng lòng tốt của ta mà thừa dịp này họ đánh bắt nhiều hơn, giam nhốt các con vật trước mấy ngày để chuẩn bị bán kiếm được nhiều tiền. Trong việc phóng sinh, chúng ta phải sáng suốt, đừng để mắc vào những sai lệch như trên. Các loài chim, cá, thú rừng bị bắt về để bán cho người ta ăn thịt, ngày nào không có. Khi đã phát tâm làm việc phóng sinh thì chỉ sợ không có khả năng, chứ không đợi ngày giờ. Chỉ cần cứu sống được sinh mạng là ta tự thấy vui vẻ rồi. Nếu chúng ta âm thầm làm việc phóng sinh như thế thì những loài vật được cứu sống rất nhiều mà không kích thích lòng tham của kẻ săn bắt hay buôn bán chim thú. Vậy chúng ta hãy phát tâm từ bi, tinh tấn phóng sinh. Đó là hành vi mạnh mẽ nhất để đối trị tập khí giết hại nhiều đời của chúng ta. Nếu không phát tâm ăn chay phóng sinh thì tập khí giết hại kia vẫn còn đó. Nó luôn luôn thúc giục chúng ta gây tạo nghiệp sát ngày càng sâu nặng. Công đức phóng sinh to lớn như thế, vậy mà có nhiều người chẳng những họ không phóng sinh mà còn tìm đủ mọi cách ngăn cản người làm việc phóng sinh, thì tội của họ chẳng khác nào kẻ sát sinh đã hại hàng ngàn hàng vạn vật mạng vô phương được cứu, hàm oan mà chết. Tội lỗi đó vô lượng vô biên, nhất định phải nên gấp rút sửa đổi, sám hối. Nếu không thì địa ngục khổ hình chạy không thoát được. Trong kinh Phạm Võng, Phật dạy: Này Phật tử, phải đem lòng lành làm việc phóng sinh, vì tất cả chúng sinh trong sáu đường đều là cha mẹ của ta cả. Nếu giết mà ăn thịt, tức là giết cha mẹ nhiều đời của ta vậy. Vì thế phải thường làm việc phóng sinh.
Khế Kinh có câu: làm lợi ích cho chúng sinh tức là cúng dường Phật. Luận Trí Độ dạy rằng: chư dư tội trung sát nghiệp tối trọng, chư công đức trung phóng sinh đệ nhất. Tại sao phải phóng sinh? Phóng sinh tức là trả món nợ sát sinh mà chúng ta đã tạo từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay. Kinh Hoa Nghiêm nói: nếu ác nghiệp này có hình tướng thì tận hư không cũng không thể dung cả chúng sanh thì sẽ được an lạc. Các tỳ kheo nghe lời Phật, quay lại rừng tu tập tâm từ. Nhờ thế được chư thiên gia hộ, quỷ thần quy phục, mọi loài yêu mến. Quý ngài yên ổn tiến tu cho đến khi chứng đắc đạo quả A-la-hớn. Trong các hàng đệ tử Phật, tôn giả Tu Bồ Đề tu tập lòng từ rất nghiêm túc. Trước khi đi khất thực, tôn giả quán sát, nếu thấy có người nào nhìn ngài đi khất thực mà sanh tâm niệm ác, thời tôn giả thà nhịn đói chứ không đi. Vì nhớ lại thuở quá khứ, ngài sanh tâm niệm ác khi thấy một thầy tỳ kheo được thí chủ cung kính cúng dường. Do ác nghiệp đó nên bị đọa vào địa ngục, chịu nhiều thống khổ. Bởi thế tôn giả thà chấp nhận nhịn đói chứ không đi khất thực, vì sợ người ta sanh tâm hủy báng mà bị sa đọa như ngài thuở xưa. Tôn giả Tu Bồ Đề thường nói: nếu có người nào không bằng lòng cho tôi đứng, tôi sẽ ngồi, hoặc chẳng quan hỷ cho ngồi, tôi đứng mãi. Tôn giả vì thương xót chúng sanh nên lúc nào cũng thực hành từ tâm vô ngại. Tấm gương trong sáng của tôn giả đáng để cho chúng ta noi theo. Nói đến phước báo của lòng từ, trong Khế Kinh Phật dạy: trong tiền kiếp, nhờ tu tập lòng từ, ta được sanh lên cõi trời Phạm Thiên, có oai đức tự tại, thống lãnh 1000 cõi phạm chúng. Cho đến hôm nay thành Phật đều do lòng từ mà được. Nhân đây Phật nói kệ: ban bố đức vô úy, đó gọi là từ thiện với tất cả chúng sanh. Nếu sanh được lòng từ, đặng phước báo vô lượng. Giả sử như có người đem thất bảo bố thí và thành tâm cúng dường, chẳng bằng tu lòng từ. Người đó sau khi chết sanh làm trời Phạm Thiên. Trong Kinh Tăng Chi, Phật từng dạy chư tỳ kheo: nếu người nào tu tập từ tâm thời hưởng được 8 sự lợi ích. Một là không thấy ác mộng, thức ngủ yên vui. Hai là người đời ái mộ. Ba là chư thiên, thiện thần phù hộ. Bốn là không bị tai nạn về nước và lửa. Năm là độc trùng ác thú, thuốc độc không gia hại. Sáu là dứt sạch phiền não, hóa giải hết oan trái, oán thù. Bảy là mạng sống lâu dài. Tám là sau khi thân hoại mạng chung, sanh lên cõi trời Phạm Thiên. Muốn cho giấc ngủ an lành, mau thành chánh quả, trước khi đi ngủ Phật dạy: phải tu tập từ bi quán. Thế nào là từ bi quán? Khế Kinh nói: thuở Phật còn tại thế, ngài thường khuyên bảo các hàng đệ tử phải hằng nghĩ tưởng đến những chúng sanh bị hành phạt khổ đau ở chốn địa ngục, ngạ quỷ, đói khát, bức bách, súc sanh chịu cảnh giao thớt bầm chặt, Atula đấu tranh chém giết, người thì sanh lão bệnh tử, trời thời năm tướng suy hao. Tứ chúng phải khéo quan sát như thế, cho thấy rõ nỗi thống khổ của chúng sanh trong lục đạo, để nhắc nhở mình cố gắng tu hành thành đạo, cứu độ chúng sanh thoát khỏi cảnh sanh tử đọa đày. Quý vị nên nhớ, sau thời tụng kinh niệm Phật, hành thiền, tu từ bi quán, nên thành tâm cầu xin chư Phật, Bồ Tát từ bi cứu độ chúng sanh trong 10 phương, đừng có oan trái lẫn nhau. Hãy cho được sự yên vui, tránh khỏi các điều rủi ro tai nạn, bệnh hoạn.
bao nhiêu khổ não kinh sợ đều tiêu tan. Nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, kẻ âm được siêu, người dương thơ thới, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Quán nguyện được như thế, tâm từ mỗi ngày thêm tăng trưởng, thân tâm an lạc, giấc ngủ an hoàng. Còn những ai hay thấy ác mộng là vì trong hiện tại hay quá khứ sát sanh hại vật, gây oan trái quá nhiều, khiến cho những oan hồn uổng tử nó theo. Muốn hóa giải oan trái ấy, phải quy y Tam Bảo, trì trai giữ giới, cúng dường bố thí, phóng sanh, tụng kinh niệm Phật, trì chú giảng sanh, nguyện đem công đức lành hồi hướng đến những vong linh oan trái với mình, sớm được siêu sanh tịnh độ. Phải tu như vậy mới hóa giải nổi. Khi lòng từ được thuần hóa, xung quanh mình nó tỏa ra những điển lành, ai nhìn thấy cũng đều kính mến, nên làm bất cứ việc gì đều được thành tựu tốt đẹp. Còn người nào cứ mãi chất chứa những phiền não sân si, ganh ghét, đố kỵ, thì trong thân ta phóng ra những trược khí, quả điển làm cho người chung quanh cảm thấy khó chịu khi giao tiếp với mình. Ngay đó việc làm ăn thường thất bại. Thí dụ như người bán hàng mà ăn nói cọc cằn, thô lỗ, thì thử hỏi ai dám đến mua. Cho nên người Trung Hoa nói, bí quyết mua may bán đắt là gương mặt phải vui tươi, nói lời êm dịu, chân thật, nhiệt tình, ân cần với khách mới làm ăn lâu dài được. Đối với chúng ta là người tu, lại cần nhẫn nại ôn hòa hơn mới hướng dẫn người ngoài vào đạo được. Ngược lại, nếu cứ mãi chất chứa những phiền não trọng trược thì chẳng hóa độ được ai. Nói chung, muốn cho lòng từ được thành tựu tốt đẹp, trước tiên chúng ta phải ăn chay giữ giới. Mỗi khi thấy, nghe người và vật lâm vào cảnh khổ, liền tìm phương cứu giúp một cách bình đẳng, làm cho chúng sanh hết khổ được vui là mình mừng. Không mong cầu chi hơn, nguyện mau thành Phật cứu độ chúng sanh. Được như thế mới phù hợp bản ý và lời dạy của Phật. Nếu không, sẽ rơi vào trạng thái thương yêu vị kỷ, hẹp hòi, do lòng ái nhiễm gây nên khổ đau. Quý vị hãy cùng tôi suy nghiệm qua mẫu chuyện sau đây sẽ rõ. Thuở Phật còn tại thế, Mạc Lợi phu nhân là tín nữ thuần thành. Một hôm, vua Ba Tư Nạp ngồi đàm đạo với bà. Vua hỏi: Này Ái hậu, trẫm nghe Phật nói ái là gốc khổ đau, ta không chấp nhận vì ái đem đến khoái lạc cho con người. Bệ hạ nói ái là khoái lạc, vậy thần thiếp xin hỏi, thí dụ trong nước có thiên tai, dân chúng lâm nạn chết chóc, khi đó bệ hạ có khổ không? Trẫm chỉ buồn chứ không khổ. Giả sử con gái mình là cành vàng lá ngọc, nó chết, bệ hạ có khổ đau không? Sao hậu nói thế? Con mình chết mà không khổ đau sao được? Chính ái là gốc sinh ra ưu, bi, khổ, não, bệ hạ không thấy sao? Vua Ba Tư Nạp nghe qua liền tỉnh ngộ nói: Nhờ Ái Khanh giảng giải, trẫm mới hiểu lời Phật dạy, thật là hữu ích. Thành ra lòng từ phải có trí huệ bình đẳng, vô ngã, vị tha, mới đạt đến cảnh giới từ tâm tam muội, hóa giải hết phiền não, oan trái hận thù, khổ đau, đem lại an lạc, giải thoát cho mình và chúng sanh. Nên có một bài thơ ca ngợi lòng từ như thế này: Lòng từ đẹp tựa như gương, không pha ác cảm, không dương tư thù, thơm như hoa huệ sương thu, nhờ lòng cao thượng người tu hạnh từ. Hay là: Đường dạng nẻo đường đời đầy cát bụi, nhưng ai ơi còn một nẻo vinh quang. Có trăng vàng bác ái đượm tình thương, có suối ngọt dương chi lờ lững chảy, có giống cây từ bi muôn dạng trái, có hoa thơm hỷ xả ngát hương thơm,
có con thuyền Bát Nhã độ nhân sinh, vượt bể khổ đưa người về bến giác. Có nhiều người nói, nếu như cái gì cũng từ bi hết, thử hỏi nhà nông làm ruộng mà không xịt thuốc sâu, mò bắt chim chuột, thì nó phá hoại hết mùa màng, lấy cơm đâu mà ăn. Hơn nữa, những loài hung dữ như hùng, beo, sư tử, rắn rết, mình không giết nó cũng hại mình. Quý vị nói như thế chỉ đúng về mặt thế gian, đấu tranh để sinh tồn, nhưng trái ngược tinh thần từ bi. Phật dạy, xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo. Nếu người nào chấp cái thân này là thật, rồi giết hại các loài sinh vật để bảo vệ mạng sống, thì sau khi chết phải sanh trở lại chịu cảnh trả dây, giống như ai mến nhà tiếc của, đi đâu rồi cũng trở về nhà. Chấp cái thân này phải trở lại thọ lấy thân sanh tử, chứ không thể thành Phật, thánh, tiên được. Không cần suy diễn nhiều, quý vị hãy xem mẫu chuyện trong kinh Pháp Cú thí dụ sau đây, thời sẽ rõ. Thuở Phật còn trụ thế ở thành La Duyệt Kỳ, một hôm có hai thầy tỳ kheo cùng đi sang nước Xá Vệ viếng Phật, nhưng gặp năm hạn hán, đường đi xa xôi, bao nhiêu lương thực nước uống mang theo lần hồi hết sạch. Trong lúc nguy cấp, đói khát cháy cổ, chân tay bủn rủn, bỗng thấy một cái hồ dưới đáy còn đọng lại ít nước. Hai thầy vui mừng quá, liền xuống vịnh múc uống. Nhưng than nguôi, trong nước toàn là côn trùng, không biết tính làm sao. Nếu uống thì phạm giới sát sanh, không uống phải chết. Thầy nhỏ nói, mình nên uống để duy trì mạng sống, đi đến viếng Phật nghe Pháp. Thầy lớn tự nghĩ, mình đã thọ giới bất sát, nếu uống thì phạm giới, còn mặt mũi nào nhìn Phật, cho nên chấp nhận chết. Người thầy nhỏ thấy người bạn đồng hành lìa trần, trong lòng vô cùng buồn bã, cất bước lên đường. Khi đi đến nơi gặp Phật, liền đem câu chuyện đau lòng đó thuật lại và hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, chẳng hay người bạn của con thác sanh vào chốn nào? Phật đáp: Bạn của ngươi nhờ giữ giới thanh tịnh nên sau khi chết tức khắc sanh làm chư thiên, có oai đức tự tại, trước thấy ta rồi. Còn ngươi vì mê chấp cái thân giả tạm nên phải chịu cực khổ vất vả, lặn lội đến nay mới tới. Tuy đến gần bên ta, nhưng cách xa ngàn dặm. Nhưng đó Phật dạy, thân này là bất tịnh do tứ đại giả hợp, chớ có tham mến mà gây ra ác nghiệp. Phải lợi dụng nó làm lợi ích cho chúng sanh, xả thân cầu đạo mới mong sanh về cảnh giới an lành thành Phật. Lại nữa, giữ giới không sát sanh sẽ có công đức rất lớn, chú nguyện việc chi đều được thành tựu tốt đẹp. Như vào thời Đức Phật, một hôm sư Ahimsaka đang đi khất thực, sư gặp một thiếu phụ nghèo đang lâm bồn dưới một cội cây ở lâm viên. Thiếu phụ đau đớn vô cùng mà không sinh nở được. Sư xúc động quá, liền vì bạch Phật tìm phương cứu giúp. Phật bảo: Sư hãy đi mau tới thiếu phụ kia, rồi thành tâm nói như vậy: Này cô, từ ngày tôi xuất gia trong giáo pháp giác ngộ đến nay, tôi chưa bao giờ cố ý xúc phạm đến sinh mạng của một loài nào. Nguyện nhờ công đức lành này mà cô sinh cháu được bình an. Lập tức, sư Ahimsaka đi nhanh tới khu lâm viên nói với người thiếu phụ đúng theo lời Phật dạy. Chỉ một vài phút, tại sao Đức Phật không cho các hàng Phật tử không được nuôi các loài vật? Nuôi vật, một là phạm tội giam nhốt chúng, hai là tạo điều kiện cho người ta giết hại ăn thịt. Ngoại trừ trường hợp như ông Tiểu Lại họ Trương đến lò sát sinh, mua các loài vật sắp bị giết, đem về nhà nuôi chúng cho đến chết, rồi đem đi chôn thì được. Nếu nuôi để giết hại, ăn thịt và bán thì không được. Nói đến quả báo của làm nghề ác, ở trấn Nam Tường Gia Định, có người dân tên Thái Lục, lâu nay lấy nghề giết chó làm kế sinh nhai. Một hôm vào lúc hoàng hôn,
Thái Lục giết một con chó, rồi định đem nước sôi rưới lên mình nó để cạo lông, thì đột nhiên cảm thấy mắt mờ, tai ù, tâm thần hoảng loạn. Khi đó con chó đang nằm thở thoi thóp sắp chết, bỗng nhiên đứng lên, dùng hết sức lực cắn vào cánh tay Thái Lục mà không chịu buông. Thái Lục đau đớn ngã xuống đất kêu gào thảm thiết. Tiếng kêu bi ai của ông kinh động đến nhà hàng xóm. Mọi người xúm lại lấy cây cạy răng con chó ra, nhưng răng ngập sâu vào thịt không cách nào kéo ra được. Do vậy Thái Lục đau đớn nằm lăn qua lăn lại trên mặt đất, nước mắt đầm đìa, phẫn tiểu bắn ra, toàn thân rũ rượi, hai tròng mắt trợn ngược trông thấy phát khiếp. Thế rồi ông kêu rú lên một tiếng như tiếng chó sủa, nghe rất thê thảm, rồi trút hơi thở cuối cùng, chết một cách tức tưởi. Câu chuyện Thái Lục giết chó, bị chó cắn chết dần dần được truyền đi khắp nơi. Những người trong trấn bàn tán xôn xao. Sự việc này xảy ra, lòng người càng tin chắc lý nhân quả, làm thiện gặp thiện, làm ác gặp ác. Kể từ đó, khi nói đến chó, mọi người đều biến sắc mặt, không còn ai dám ăn thịt chó nữa. Kỷ Hiểu, Sùng Tiên Sinh Bút Ký có chép: vợ chồng họ Cổ làm nghề giết bò, về sau ông chồng đau mù cả hai mắt, vợ thì bị bệnh da thịt cứ lở loét, chạm vào quần áo đau đớn vô cùng, ngày đêm rên la, một tháng thì chết. Thế mới biết những kẻ ưa sát sinh thường bị chết thảm, cho nên việc nhân quả báo ứng hoàn toàn không phải là chuyện bịa đặt. Trong quyển Hồi Hương Bút Ký có một đoạn mô tả như sau: vào đời Thanh Tuyên Tông năm Đạo Quang ở huyện Đào Khê, có một kẻ chuyên mổ thịt trâu đem bán, mà mọi người ai cũng biết, đó là Phạm Đăng Sơn. Suốt đời giết hại không biết bao nhiêu con trâu, vừa đem bán vừa để ăn. Một hôm trên không bỗng nhiên mây đen tụ lại, trời đất tối sầm, rồi mưa gió nổi lên dữ dội, sấm chớp vang rền. Ngay lúc ấy sét đánh trúng Phạm Đăng Sơn, nhưng y không chết, song mặt mày cháy nám, da thịt cuộn lại, đau đớn rên la, kêu rống lên một cách thê thảm, hai mắt đẫm lệ, trợn lên như sắp lồi ra ngoài. Do lửa đốt nên da thịt nứt nẻ, anh ta dùng tay cào những chỗ thịt bị rã nát, giò lại rồi bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nói: thịt trâu ngon quá. Trải qua chừng vài tháng rồi tắt thở. Những người chứng kiến cảnh ấy ai nấy đều cảm thấy lạnh xương sống. Nên biết rằng sự báo ứng của nghiệp sát sinh hết sức là nghiêm trọng, mà quả báo của nghiệp giết trâu, bò, chó lại càng nghiêm trọng hơn. Vì chúng có công với người đời, tại sao lại nhẫn tâm giết nó để bán và ăn thịt? Vào năm Ung Chính thứ 10 đời Thanh, tại huyện Quỳ Hưng, có một người họ Ngụy làm nghề bắn chim. Những con chim bắn được, ông đem đi bán hoặc giết để ăn thịt vô số kể. Ông cũng ưa bắt lươn, cá, rùa, rắn, ếch nhái, thậm chí còn thuốc cá, phá hủy ổ chim. Chẳng có việc ác nào mà y không làm. Có người hiền trí thấy thế khuyên ông: này ông Ngụy à, ông nên đổi nghề sát sinh, đi làm ruộng rẫy hoặc chọn một nghề chân chính nào đó mới tốt. Ông Ngụy chẳng những không nghe mà còn oán thiên hạ là lắm chuyện. Lâu ngày chày tháng, tội nghiệp của ông càng lúc càng sâu nặng. Sau cùng ông mắc một chứng bệnh khắp người nổi những bọc nước lớn như trứng bồ câu, da tiêu thịt rửa, nằm trên giường đau đớn kêu la thảm thiết. Mang bệnh ác nghiệt như thế trong ít ngày rồi ông ta chết. Sau khi ông chết hoàn toàn tuyệt tự, không có một đứa con nối dõi. Nghiệp sát quá nặng, tất nhiên phải chuốc lấy tai ương. Thế nên mọi người hãy suy gẫm mà tránh xa việc sát hại chúng sinh. Đất Giang Tô ở ngoài thành Dương Châu có người làm vườn tên là Cửu Tứ Lục. Một hôm y thấy tổ kiếm vàng, liền đi vào nhà bếp, xách ra một xô nước đang sôi sùng sục, đổ ngay xuống ổ kiến. Hỡi ôi, kiến chết vô số,
Tứ Lục thấy thế cười khà khà, tỏ ra đắc ý. Tháng 8 năm sau, y nằm mộng thấy có vô số kiến bò đến cắn khắp thân mình. Khi tỉnh dậy, quái lạ, toàn thân y nổi lên rất nhiều chấm đỏ, rồi biến thành bọc nước, làm cho y đau đớn vô cùng, kêu khóc vài ngày rồi nhắm mắt lìa đời, vô phương cứu chữa. Kiến tuy nhỏ nhưng cũng có tánh ham sống, sợ chết như người không khác. Thỉnh cầu đại chúng mở rộng lòng từ bi bảo hộ, chớ có tàn hại. Vào thời Đức Phật, có một anh đồ tể tên Chuyên Đá làm nghề mổ heo. Một hôm, anh ta mang một chứng bệnh kỳ quái, miệng mỗi lúc nào cũng tuôn ra máu mủ, đau đớn tột cùng. Sớm chiều cứ nằm trên giường rên la bi thảm như tiếng heo bị chọc huyết. Một hôm, Phật cùng A Nan đi khất thực ngang qua, bỗng nghe từ trong nhà anh ta vang ra những tiếng kêu kinh hãi. Tôn giả A Nan hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tiếng kêu đó là của người hay vật mà nghe ghê gớm quá vậy? Này A Nan, đó là tiếng kêu của người đồ tể Chuyên Đá, chuyên thập huyết heo, làm cho chúng sinh đau đớn thấu trời thấu đất, không thể chịu nổi. Do nhân chuyên ác nghiệp ấy nên mắc tội khổ như vậy. Nhân đó Phật dạy: sát nghiệp rất nặng, khi chết bị đọa vào địa ngục, thọ ngàn vạn khổ hình, mãn hạn chuyển làm súc sinh, nợ máu phải hoàn đền, trăm kiếp ngàn đời khó có ngày dứt. Lâm đạo trưởng nói: người đời tàn nhẫn đã thành thói quen, sát sanh ăn thịt, tích lũy lâu ngày đã quá sâu dày, tổn giảm phước đức. Tiếng kêu bi ai đầy oán hờn của con vật khiến cho họ gặp nhiều cảnh thiên tai địa ách, bệnh hoạn đói khát, giặc giả đau binh, cướp đi mạng sống của họ. Đó là lẽ báo ứng tự nhiên của trời đất. Nên biết rằng nghiệp sát càng nặng thì quả báo càng thê thảm. Vì thế, những người làm nghề sát sanh hại vật hãy mau thức tỉnh, nhanh chóng rửa tay, đổi sang nghề lương thiện. Hãy ăn năn, sám hối, ăn chay niệm Phật, bố thí, phóng sanh, dung trồng cội phúc để đền bù lại những tội lỗi đã qua, mới mong tránh khỏi những tai họa cho con cháu sau này. Quý Phật tử muốn khi chết được an lạc thì chịu khó giữ giới không sát sinh, ăn chay, phóng sanh. Phần nhiều người ta chỉ thích cúng dường, bố thí, ít ai để ý đến việc phóng sanh. Quý Phật tử nên biết, cúng dường, bố thí, kiếp sau hưởng được cảnh giàu sang, chứ không hóa giải nổi nghiệp sát sinh. Muốn hóa giải nghiệp sát, chỉ có cách trì chay, giữ giới phóng sanh mới có thể hóa giải dần sát nghiệp. Nếu không, khi nghiệp sát trổ quả, họ phải lãnh thọ ác báo bệnh hoạn, tai nạn, nằm liệt giường. Muốn sống chẳng đặng, cầu chết cũng không xong. Cho nên trong Kinh Phật dạy, chúng ta hãy lợi dụng lúc quả dữ chưa trổ, mình cố gắng làm nhiều việc thiện, háo đức phóng sanh để chuyển hóa ác nghiệp. Nếu không, khi ác nghiệp đến rồi, muốn tu hành làm lành thì không còn kịp nữa. Có nhiều người lúc bình thường, quý sư khuyên giữ giới, ăn chay phóng sanh, họ không màng đến. Đợi khi chết chóc khổ đau tới, mới thức tỉnh phát tâm tu hành phóng sanh, thì thật quá muộn màng. Vì vậy, ngoài việc cúng dường bố thí ra, chúng ta cố gắng đem hết khả năng của mình cứu vật phóng sanh, để chuộc lại những lỗi lầm mà mình đã lỡ tạo ra. Có như thế mới mong khi chết được nhẹ nhàng an lạc. Nhân quả tội phước rõ ràng như thế, vậy mà có mấy ai để mắt nhìn vào? Có nhiều người đến chùa, tôi đưa kinh và ban thuyết pháp cho họ xem nghe, cho thấy rõ nhân quả tội phước, làm lành lánh dữ để tránh quả báo xấu về sau. Họ lại trả lời rằng: con không dám xem kinh nghe pháp, vì khi xem nghe rồi thấy làm việc chi cũng có tội. Tôi nói: thật ra nghề lương thiện rất nhiều, điển hình như thợ may, thợ mộc, thợ hồ,
mua bán lương thiện, vân vân. Tại quý vị chê tiền ít không làm. Chúng ta nên nhớ, cho dù có kho vàng núi bạc, thử nghĩ khi ác báo tới, rồi bị bệnh hoạn tai nạn, quan gia đòi mạng, tử thần gõ cửa, khi đó đem theo được gì ngoài hai chữ tội và phước? Đến khi ấy ăn năn đã quá muộn màng. Lại có người nói, con bận công chuyện suốt ngày, không có thời giờ xem kinh nghe pháp. Tôi nói, quý vị không có thời giờ xem kinh nghe pháp, chưa có thời giờ xem phim nghe nhạc, đi chơi, đọc sách nhảm nhí, ngồi nói chuyện thị phi. Thực sự mà nói, tại quý vị không thích nên mới trả lời như vậy. Trước khi đã muốn rồi thì ở môi trường nào cũng có thể xem kinh nghe pháp được. Có nhiều người thấy cũng đáng thương. Lúc bình thường thì chẳng lo tu, đến khi hoạn nạn khổ đau thì vô chùa gian giái trời Phật và than thở với quý sư rằng: thưa sư, cuộc đời con sao khổ quá, hết bệnh hoạn tới tai nạn, lo âu buồn phiền cứ xảy ra mãi, không có lúc nào để cho con được yên thân, cho nên có nhiều khi con muốn chết cho rồi. Sở dĩ chúng ta khổ là vì đời trước và hiện tại không biết lo tu, hàng ngày cứ mãi sát sanh gieo đau đớn đến các loài vật và làm phiền lụy biết bao nhiêu người chung quanh. Vì thế khổ trước chưa nguôi, sầu sau đã tới. Các bậc thánh mỗi ngày ít nhất là làm cho một chúng sanh được an vui. Còn chúng ta hết làm khổ người tới vật, cho nên khổ mãi là vậy. Châm ngôn nhà Phật có câu: Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát là bậc giác ngộ thấy rõ thập ác là nhân của khổ đau. Quý ngài sợ hãi chăm tu thập thiện, hành lục độ. Còn chúng sanh là những người si mê, gieo nhân thập ác. Đến khi quả khổ đau đến thì kinh hoàng khiếp sợ, gian xin cầu cứu. Đó là nói lên tính mê muội của con người, được gọi là chúng sanh sợ quả khổ mà không tránh nhân xấu. Chúng ta sống trong cảnh giới ta bà này, chẳng khác nào ở trong một biển khổ bao la. Trong cái biển khổ bao la này, chúng sanh tàn sát não hại lẫn nhau, chẳng khác nào ở chốn địa ngục. Quý vị vô nhà thương, khám đường, những nơi chiến trường và lò mổ gia cầm, đó là địa ngục của trần gian. Nói gần một chút nữa, nhà bếp của chúng ta là địa ngục Đao Sơn. Hằng ngày chúng ta biến mình thành quỷ sứ, đập đầu, cắt cổ, lột da, bầm chặt, chiên xào, nấu nướng các loài vật, thì có khác gì quỷ sứ hành hình những tội nhân ở chốn địa ngục? Trong cái biển khổ mênh mông này, có mấy ai giác ngộ lo tu hành, cứ mãi chạy đuổi theo danh lợi. Họ tranh chấp lừa dối, dùng mọi thủ đoạn để hãm hại lẫn nhau và thẳng tay tàn sát các loài vật để thỏa mãn lòng ham muốn của mình. Càng ham muốn thì càng lún sâu vào tội lỗi. Như thế là mỗi ngày họ lại tiếp tục gây tạo thêm ác nghiệp chất chồng, thì sớm muộn gì cũng phải lãnh lấy quả báo đau thương. Để tránh ác báo, trong Khế Kinh nói: thuở xưa Phật dạy tín nữ Mạc Lợi, phải thường khởi lòng từ đối với tất cả chúng sanh, không làm nghề ác, xa lìa sát sanh, hại vật, cố gắng tập ăn chay kỳ, tụng kinh niệm Phật, cứu giúp mọi loài. Lần hồi tiến lên cho đến khi trường chay bất sát. Là Phật tử ai ai cũng biết không sát sanh ăn thịt, trường chay bất sát là điều tốt, nhưng khó thực hành vì con người đã có thói quen sát sanh ăn thịt từ thuở nhỏ, nên bỏ ăn thịt rất khó. Không bỏ được phải làm sao? Chuyện này cần phải quán tưởng những điều sau đây. À, lo sợ gặp cứu khổ ban vui. Lời Phật dạy như thế, vậy mà có nhiều người chẳng những họ không biết ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, làm lành lánh dữ, trái lại khi thấy người thân trong gia đình hay người ngoài ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, họ không khuyến khích, khen ngợi, còn quỷ bán và tìm đủ mọi cách ngăn cản phá hoại. Cho nên trong kinh Địa Tạng nói: nếu người nào ác tâm khinh khi, chê bai, ngăn cản, du bán người tu hành,
thì Ngài dạy rõ quả báo ở mãi trong loài súc sinh. Nói tóm lại, chúng ta phải biết sợ ác báo mà cố gắng giữ giới không sát sanh. Muốn không sát sanh, cần tu tâm từ. Muốn có tâm từ phải ăn chay, thương người mến vật, cứu giúp mọi loài. Giữ giới ăn chay cũng là một cách phóng sanh, trưởng dưỡng tâm từ, nêu gương cho đời. Được như vậy mới tránh khỏi cái quả bồi thường thân mạng, xương thịt, máu huyết. Lòng từ mỗi ngày thêm mở rộng, thân tâm thanh tịnh, phát sinh trí huệ, đạo quả chống viên thành. Có như vậy mới mong kiến tạo một thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Đúng như lời Tổ đã dạy: tất cả chúng sanh không nghiệp sát, mười phương thế giới khỏi đao binh, mỗi nhà mỗi nơi đều tu thiện, thiên hạ lo chi chẳng thái bình. Trong Kinh Thập Thiện, Phật dạy: nếu ai xa lìa nghiệp sát, thời thành tựu được mười pháp không còn bức não. Một là đối với chúng sanh cùng khắp bố thí đức vô úy. Hai, thường khởi lòng đại từ với các chúng sanh. Ba, dứt sạch tất cả tập khí giận hờn. Bốn, thân thường không bệnh. Năm, mạng sống lâu dài. Sáu, thường được thiên thần ủng hộ. Bảy, không thấy ác mộng, thức ngủ yên vui. Tám, diệt trừ oan nghiệp, oán thù tự giải. Chín, không sợ sa đường dữ. Mười, khi chết sanh lên cõi trời. Nếu đem công đức đó hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật được tùy tâm Phật, thọ mạng tự tại, nên có câu: trong thập giới sát sanh thứ nhất, người tu hành giữ đức sanh, vật người một thể hóa thành, chẳng nên sát hại ấy danh hành từ. Ai không sát hại sanh linh, tuổi đời trường thọ thân hình tốt tươi, mai sau hưởng được ngôi trời, hào quang chiếu sáng trong ngoài đều soi. Ngược lại, nếu người nào suốt đời chỉ biết giết hại, bàn tay luôn luôn đẫm máu, gây những sự chết chóc, đau đớn, quằn quại, rên la đối với chúng sinh, chẳng có một chút từ tâm, hạng người như thế trong đại luận nói phải gặt lấy mười ác báo. Một, thường chứa độc trong tâm, đời đời chẳng dứt. Hai, người đời chán ghét, mắt chẳng dám ngó. Ba, mọi loài nhìn thấy kinh hãi, tránh xa. Bốn, thường thấy chim bao dữ. Năm, khi ngủ giật mình, lúc thức cũng chẳng yên. Sáu, tổn giảm tuổi thọ. Bảy, khi mạng chung chết một cách thê thảm. Tám, gây nghiệp nhân chết yểu cho đời sau. Chín, sau khi chết đọa địa ngục. Mười, sanh lên nhân gian bị quả báo bệnh hoạn, tai nạn, chết vì đao binh, giặc cướp, thiên tai, địa ách, lửa cháy, nước trôi, luân hồi thường mạng lẫn nhau. Trong kinh đã nói như thế, người học đạo há chẳng sợ? Hãy tự răn chừa ư. Cổ đức cũng than: ác thứ nhất sát sanh gây dạ, tánh hung hăng đâm chém chặt bằng, chất chứa điều hung dữ trong tâm, chờ đắc thế ra tay hạ sát. Viết đến đây động lòng rào rạt, gẫm nhiều người bội bạc thâm ân. Nào kể chi là đạo quân thần, tôi giết chúa con đành sát phụ. Lúc nguy cơ tớ mong hại chủ, trò giết thầy tội ấy đáng không? Thêm chồng giết vợ, vợ giết chồng, niềm huynh đệ cùng nhau cấu xé. Cũng có lúc con còn giết mẹ, dành của tiền cốt nhục giết nhau. Tranh lợi danh giết lẫn đồng bào, tình nhân loại phân chia yểm bách. Giết thú vật đầy lòng kiêu cách,
tưởng rằng mình như thế là ngoan. Khuyên bá gia bá tánh diệt đàn, chớ sát hại mạng người như thế. Chớ giết vật đặng mà cúng tế, gẫm thánh thần đâu có tư riêng. Rủi ốm đau bởi tại căn tiền, hoặc hiện kiếp làm điều bạo ác, phải ăn năn phước điền tạo tác, lo thuốc thang khấn vái Phật trời.